chương 3740, giải quyết từng bước một 2. Đây là uy hiếp lớn nhất, mặt khác ví dụ như Phong Nhược Tiên, Hồ Dương còn không có tính vào. Nếu không lại càng nhiều hơn, lại qua mấy ngày kế tiếp, Lăng Hàn đã thu tập được bảy loại nguyên liệu, chỉ cách thời điểm hắn điều chế ra giải dược ly hồn đan có một chút. Nguyên liệu thứ tám gọi là Bối Lan độc nha, Lăng Hàn đã đưa ra tin tức cần mua đã nhiều ngày. Ba ngày sau, có người liên hệ với hắn, nói mặc dù không có loại nguyên liệu này nhưng biết nó sinh trưởng ở nơi nào nhưng manh mối này tất nhiên cũng cần bán lấy tiền lăng hàn bỏ ra một vạn huyền bắc tệ mua được vị trí bối lan độc nha sinh trưởng nó ở trong rừng rậm của khung minh sơn nhưng nơi đó cũng không dễ tiến vào đầy độc trướng cho nên không phải không muốn đi mà là không ai tiến vào nơi quỷ quái kia chuyện này liên quan tới tính mạng của mình lăng hàn đương nhiên quyết định đi chỉ có điều hắn suy nghĩ một chút quyết định thuận tiện sẽ giải quyết một việc ngày hôm sau hắn đi hiệp hội trận đạo đi chứng thực trận sư cao cấp sau khi phá giải huyền bí của vòng tròn thực lực của lăng hàn ở trên trận đạo cũng đột nhiên tăng mạnh đủ để bước vào nhóm trận sư cao cấp điều này tất nhiên khiến cho trần hảo vô cùng cao hứng tự mình chấn thủ chứng kiến cho hắn kết quả đương nhiên là thuận lợi qua cửa ải lăng hàn bắt được tư cách trận sư cao cấp hắn lập tức cho người gọi nghiêm tuấn trận sư cao cấp có lệnh nghiêm tuấn dám không đến sao chỉ chốc lát nghiêm tuấn lại xuất hiện ở trong phòng ra mắt lăng đại sư nghiêm tuấn nắm lỗ mũi nói trước đó thời điểm lăng hàn vẫn là trận sư trung cấp hắn còn có một đường hy vọng vượt qua đối thủ này nhưng bây giờ hắn lại là tuyệt vọng tranh lệch quá lớn hoàn toàn không trông cậy vào được lăng hàn không ngẩng đầu nói bản tọa muốn đi khung minh sơn ngươi liền đi theo bản tọa nghiêm tuấn vừa nghe lập tức lại run rẩy theo bản năng nói ta không đi lăng hàn đang xem lật xem bí lục trận pháp trần hạo đối với hắn vô cùng thưởng thức gần như mở ra tất cả trận pháp đối với hắn. Vừa nghe vậy, Lăng Hàn liền đặt bí lục xuống, thản nhiên nói. Bản tọa cho người đi, người có tư cách gì nói không? Nghiêm Tuấn hiểu rõ, Lăng Hàn đây là muốn tính sổ cùng mình. Hắn làm sao dám rời khỏi đế đô, thậm chí, hắn ngay cả Tổng hội trận đạo cũng không dám rời đi. Hiện tại nếu hắn và Lăng Hàn cùng đi khung minh sơn, đây không phải là đi chịu chết sao? Hắn tất nhiên là kiên quyết không theo, ta có việc, hắn ngẩng cổ nói lăng hàn cười chuyện gì lớn hơn một trận sư cao cấp ngươi có hiểu quy củ hay không hắn trực tiếp ra tay bắt nghiêm tuấn lại lại mạnh mẽ kéo đi ra ngoài nghiêm tuấn làm sao có thể địch lại nổi hắn chỉ có thể liều mạng dãy giụa và kêu to hắn cũng không tin ở tổng hội trận đạo lăng hàn còn có thể làm gì hắn một đường ra ngoài bọn họ cãi nhau như thế tất nhiên dẫn tới rất nhiều người chú ý lăng hàn chỉ là cười nói bản tọa dự định dẫn hắn đi rèn luyện một hồi tự mình chỉ đạo cho hắn không nghĩ tới hắn lại mâu thuẫn như này không hắn quan báo tư thù hắn muốn giết ta nghiêm tuấn hét lớn tuy rằng chống đối thậm chí nói xấu một vị trận sư cao cấp chính là tội lớn nhưng so với tính mạng hắn cũng không có chú ý được nhiều như vậy lăng hàn chỉ là ha hả nói người trẻ tuổi thực sự không chịu khổ nổi lại có thể tìm lý do như vậy người bên ngoài thâm biểu lộ đồng ý cho dù lăng hàn thoạt nhìn trẻ tuổi hơn so với nghiêm tuấn rất nhiều nhưng ai bảo hắn là trận sư cao cấp Người khác vừa nhìn thấy, hắn sẽ tự mình bổ não. Hắn giống như với những lão nhân mi trắng dâu bạc trắng kia. Theo bọn họ, Lăng Hàn còn cần phải hại một trận sư nhỏ sao? Hắn có thừa thủ đoạn khiến cho người sống không bằng chết. Ai, người tuổi trẻ bây giờ thực sự bị làm hư rồi. Có một vị trận sư cao cấp nguyện ý chỉ đạo một đấu một, lại còn muốn chết muốn sống. Nghiêm Tuấn một đường kêu gào, nhưng vẫn bị bắt ra khỏi Tổng hội trận đạo. Nhìn kiến trúc Tổng hội trận đạo càng lúc càng xa, nghiêm tuấn tất nhiên tuyệt vọng hắn cũng không dãy dụa nữa mặc cho lăng hàn lôi đi lăng hàn gọi một chiếc xe nhét nghiêm tuấn vào điều khiển xe đi về phía ngoài thành tổng hội trận đạo này vốn ở sát biên giới của thành thị chỉ có điều phương hướng khung minh sơn là ở đầu rồng của thành thị bởi vậy vẫn có thể đi xe được một đoạn nhưng chỗ đầu rồng lại là hoàng cung xe đương nhiên lại ngừng lại từ phía xa lăng hàn lôi nghiêm tuấn xuống xe vòng qua hoàng cung sau đó một đường đi về hướng bắc màn đêm rất nhanh lại hạ xuống lăng hàn ngừng lại bắt đầu chuẩn bị đồ ăn nghiêm tuấn ở một bên buồn chán ngồi một lát sau hắn mở miệng nói lăng hàn người ngàn vạn lần không nên có ý niệm xấu gì đối với ta bởi vì ta đã mở ra quang não vẫn luôn ghi lại người muốn giết ta người cũng đừng hòng mơ tưởng thoát được lăng hàn không khỏi cười nói người thật đúng là sẽ tự mình đa tình chỉ chốc lát thịt đã nướng xong hắn ăn nghiêm tuấn vừa nhìn không khỏi kinh ngạc nói Ta sao? Ngươi, Lăng Hàn lắc đầu, vì sợ ngươi đột nhiên chết, nói là ta độc chết ngươi, cho nên ngươi vẫn nhịn một chút. Ngươi, Nghiêm Tuấn tức giận chỉ vào Lăng Hàn, Lăng Hàn nhướng mày, nói, có hiểu quy củ hay không? Một trận sư sơ cấp nho nhỏ, dám la hét đối với bản tọa. Nghiêm Tuấn nhất thời không nói gì, nếu như Lăng Hàn chỉ là dùng lực lớn lôi kéo hắn ra ngoài, vậy hắn tất nhiên có thể chỉ vào mũi Lăng Hàn mắng. Nhưng vấn đề là, đối phương là một vị trận sư cao cấp là người hắn phải cung kính. Phạt ngươi ngày hôm nay không cơm ăn, Lăng Hàn lạnh lùng nói, dựa vào, người quan báo tư thù, nghiêm tuấn hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng quang não ghi lại rất là rõ ràng, hắn quả thực hô to gọi nhỏ đối với Lăng Hàn, 10 người nhìn, bảo đảm không có ai sẽ đứng ở bên phía hắn. Nhịn, 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 trong lòng hắn thầm nói, chỉ cần có thể bảo vệ tính mạng, cái gì cũng dễ nói. Lăng Hàn rất nhanh lại ăn hết sạch thịt, sau đó dựa vào dễ cây chập mắt, Nghiêm Tuấn rất nhanh lại đói khát khó có thể chịu được. Hắn không ngừng trằn trọc không yên, làm thế nào cũng ngủ không được. Lăng Hàn, Lăng Hàn, Lăng Hàn, hắn không biết ở trong lòng mình đã nguyền rủa bao nhiêu lần, thế nào lại để hắn đến nơi này gặp phải một sát tinh như vậy. Chương 3741, bất hạnh của Nghiêm Tuấn bắt đầu. Hắn lại hoàn toàn không hối lỗi chút nào, trước đây là hắn chủ động đi khiêu khích Lăng Hàn, cũng là hắn đi mua người giết người. Hiện tại lại có thể oán hận lên Lăng Hàn mặt mũi này cũng thực sự đáng ghê tởm tới tuyệt đỉnh. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, hắn mơ mơ màng màng, cuối cùng đã thiếp ngủ. Vút, Lăng Hàn đánh ra một đạo chỉ phong liền khiến cho nghiêm tuấn chấn động hôn mê bất tỉnh. Hắn lại tiến vào trong dưỡng nguyên hồ lô, sau này nghiêm tuấn có thể bị giã thú cắn chết hay không, vậy không ở bên trong phạm vi cân nhắc của Lăng Hàn. Lăng Hàn ở trong dưỡng nguyên hồ lô hấp thu năng lượng, nâng cao toàn diện thể chất, niệm lực càng khỏe mạnh trưởng thành. Hiện tại, cái này có thể tăng lên tới độ cao tương đồng cùng bí lực, thậm chí quan trọng hơn. Sáng sớm ngày hôm sau, dường như có đồng hồ báo thức, Lăng Hàn bất chợt tỉnh lại, ra khỏi hồ lô. Chỉ thấy mặt trời chỉ kém một chút sẽ dâng lên, hắn thoáng liếc mắt nhìn qua, nghiêm tuấn bình yên vô sự. Sách, thế nào lại không có dã thú ăn hắn, Lăng Hàn ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện, thu lực lượng thiên địa tẩm bổ thân mình. Sau nửa giờ, Lăng Hàn kết thúc công việc, sau đó lấy thịt ra nướng lên. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, Nghiêm Tuấn ngửi được mùi thịt lo lắng tỉnh lại, sau khi thấy sắc trời đã sáng choang, hắn không khỏi kinh ngạc. Mình tại sao có thể ngủ như vậy? Cô lỗ lỗ, bụng của hắn không khỏi kêu lên, một đêm không ăn, hiện tại ngửi thấy được mùi thơm, hắn càng đói bụng. Hắn tham lam nhìn thịt trên đống lửa, nước bọt đang tràn ra, có một loại kích động muốn xông lên cướp giật. Nhưng hắn biết, đây là tự dước lấy nhục, rất nhanh, Lăng Hàn lại nướng chín thịt, tự nhiên ăn. Nghiêm Tuấn biết đòi đồ ăn từ lăng hàn chính là chuyện không thể nào. Vâu nên hắn cũng dứt khoát tự lực cánh sinh, dự định tự mình đi bắt con mồi. Ngồi xuống, lăng hàn đưa tay nhấn một cái, nghiêm tuấn liền không có cách nào nhúc nhích. Lăng hàn, nghiêm tuấn kêu lên, sắc mặt lăng hàn trầm xuống, bốp, chính là một tát đánh tới. Nể tình cùng từ một thành đến, bản tọa không chấp nhặt với ngươi, nhưng ngươi nhiều lần gọi thẳng tên của bản tọa, quá không hiểu quy củ. Một cái tát này lại đánh rất mạnh, khiến cho đầu óc nghiêm tuấn choáng váng nhưng nghiêm tuấn khó chịu chính là trong lòng gia hỏa này rõ ràng là đang ngược đãi mình không cho mình đồ ăn nhưng lại còn nói ra lời lẽ hùng hồn như vậy đương nhiên ngược lại không để ý tới là hắn điều này bảo hắn làm sao có thể không tức giận sao chỉ có điều cũng lạ hắn tại sao phải gọi thẳng tên lăng hàn hắn à vẫn không thể tiếp nhận được sự thực lăng hàn thành trận sư cao cấp trung quy hắn sẽ nghĩ tới trước đây lăng hàn chẳng qua là một kẻ nhà quê từ một trấn nhỏ hẻo lánh tới nhưng bây giờ Hàn Lăng lại thật sự vượt lên trên hắn, trong lòng của hắn không chấp nhận được. Lăng đại sư, ta muốn tự mình đi săn bắn. Hắn cắn răng nói, bởi vì có quang não ghi lại, hắn phải khiến mình làm được đến mức không thể soi mói. Lăng Hàn lắc đầu, không được, quá nguy hiểm. Nếu bản tọa dẫn người đi ra, tất nhiên sẽ chịu trách nhiệm đối với an toàn của ngươi. Dựa vào, nguy hiểm cái rắm Ở đây gần đế đô, yêu thú lợi hại một chút đã sớm bị tiêu diệt giết chết. Nghiêm Tuấn lại phát điên. Ngươi lẽ nào muốn ta đang sống sờ sờ ra, lại chết đói sao? Vừa nghĩ tới khả năng này, hắn không khỏi run lên một cái. Điều này cũng quá tàn nhẫn. Lăng hàn ợ một cái, xoa bụng nói. Ăn thật no, ăn thật no. Nghiêm tuấn muốn khóc, vậy hắn thì sao? À, lăng hàn ném qua một khúc xương đã bị gặm gần hết. Ăn đi, nghiêm tuấn sửng sốt, sau đó mắt đều thoáng cáo hơi nước. Xương, ngươi lại có thể bảo ta ăn xương sao? Ngươi coi ta thành chó sao? Lăng hàn người thật quá đáng bốt một câu còn chưa nói hết lời hắn liền bị lăng hàn tát cho một cái vang dội không nên tìm chết lăng hàn uy nghiêm đáng sợ nói dĩ hạ phạm thượng đây là tối kỵ trong lòng nghiêm tuấn thầm dùng mình nếu hắn thật sự không quản được cái miệng vậy bị lăng hàn giết chết cũng là chết vô ích nếu không ăn vậy thì đi thôi lăng hàn phủi mông một cái đi nhanh tới nghiêm tuấn bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đuổi theo nhưng ánh mắt hắn lại không tự chủ được dừng lại ở cái xương kia một chút cái kia phía trên hình như còn có một chút thịt thật là đói đi cho tới trưa lăng hàn dừng lại nghỉ ngơi thuận tiện ăn một chút gì đó nghiêm tuấn đã đói bụng đến mức hai mắt muốn hoa lên võ giả đối với thức ăn có nhu cầu rất cao đây đã là bữa thứ ba không ăn hắn đói bụng đến mức khó chịu nổi hắn biết lăng hàn sẽ không để cho hắn rời đi tất nhiên cũng không có nói mình muốn đi săn bắn nữa chỉ là ánh mắt hắn càng lúc càng oán độc, mắt lăng hàn nhìn thấy, lại hoàn toàn không để ý. Dưới thực lực nghiền ép, hắn cần phải lưu ý tới ý nghĩ của nghiêm tuấn sao? Hắn đương nhiên là cố ý, trước đây nghiêm tuấn tự dưng nhầm vào hắn, còn thuê người giết hắn, thế nào lại chưa từng nghĩ tới kết cục này? Cho nên, đây là mình tạo ra nghiệt, mình sẽ nhận được quả như vậy. Sau khi lăng hàn ăn xong, theo thường lệ ném qua qua một cái xương. Nghiêm Tuấn vẫn rất có khí phách, không có đi lấy. Nhưng trước khi đi, ánh mắt hắn dừng lại ở trên khúc xương lại tăng thêm vài giây. Hắn tiêu cực chạy đi, dù sao cũng không có khí lực. Lăng Hàn cười, sách hắn lên, lấy lực lượng của Lăng Hàn hiện nay mà nói, trọng lượng một người hoàn toàn không thành vấn đề. Đến buổi tối lúc lại ngừng lại, ánh mắt nghiêm tuấn lại hoàn toàn thay đổi. Người bình thường một ngày không ăn, có khả năng tráng váng đầu hoa mắt, ốm đau bệnh tật. Nhưng võ giả lại khác, loại khao khát mãnh liệt đối với thực vật là vô cùng. Hắn muốn ăn, muốn ăn, nhất định phải ăn. Bởi vậy, khi Lăng Hàn bỏ lại một khúc xương, chính hắn lại vọt ra ngoài, bắt lấy, điên cuồng gặm. Đợi tới lúc hắn thiếu chút nữa nhai nát cả xương nuốt vào bụng, Lăng Hàn lại kinh ngạc nói. Ngươi làm gì vậy? Hai mắt nghiêm tuấn vẫn sám ngắt, hắn vẫn đói, tại sao phải xương còn lại của người khác làm gì? Không phải lúc này có thịt sao? Lăng Hàn chỉ vào một miếng thịt trên đống lửa. Cái, cái gì? Nghiêm Tuấn có cảm giác như nằm mộc, nhìn Lăng Hàn trước đó chỉ đùa với ngươi thôi, ngươi cho rằng lấy thân phận của ta sẽ làm khó dễ một trận sư sơ cấp nho nhỏ như ngươi sao. Lăng Hàn cười nói, chương 3742, nơi độc trướng. Nghiêm Tuấn thiếu chút nữa phun một búng máu ra ngoài, chỉ đùa một chút, có người nào đùa giỡn giống như ngươi sao, ta đói bụng một ngày một đêm, lại còn nói là vui đùa. Hắn lại không ngốc, hắn biết đây là Lăng Hàn cố ý, chờ tới lúc hắn đói tới phát điên, ngay cả xương thừa cũng gặp, Lăng Hàn lại nói ra những lời này đây là đang chơi mình không chỉ hành hạ thân thể hắn còn có tâm linh và ý chí của hắn nghiêm tuấn cảm thấy bị sỉ nhục và áp bức vô cùng hắn chưa từng bị đối xử như vậy đáng giận đáng giận đáng giận hắn xin thề nếu có cơ hội hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết chết lăng hàn lăng hàn cười nhạt nói nếu ngươi cũng đã ăn vậy không cần lãng phí nữa hắn cầm một miếng thịt khác lên bắt đầu gặp nghiêm tuấn thật muốn giết người hắn ăn thì ăn nhưng xương chỉ có một chút thịt như vậy, làm sao có thể đủ. Nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai còn phải chạy đi. Lăng Hàn nói xong, bốp, hắn một cái tát lại đập cho Nghiêm Tuấn hôn mê bất tỉnh. Một đêm trôi qua, khi Nghiêm Tuấn tỉnh lại, Lăng Hàn cũng đã tu luyện xong. Gia hỏa này ngửi thấy mùi thịt, bụng phát ra những tiếng kêu giống như tiếng sấm. Hiện tại hắn đói bụng đến mức muốn giết người, cái gọi là người chết vì tiền tài, chim chết vì thức ăn. Hắn bây giờ vì ăn, cho dù là cao thủ minh văn cảnh ngăn cản ở trước mặt hắn, hắn cũng dám xông lên cướp thức ăn. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, hắn cũng không muốn để Nghiêm Tuấn chết đói, như vậy hắn cũng không thoát được quan hệ, hắn lại treo Nghiêm Tuấn, cũng không để cho hắn ăn no bụng, cũng không để cho hắn chết đói. Khi bọn họ đi tới khung Minh Sơn, Nghiêm Tuấn đã gầy đi một vòng. Lăng Đại Sư, ân tình lần này, ta nhớ kỹ. Nghiêm Tuấn cắn răng nói, dọc theo con đường này vì tiêu trừ cảm giác đói bụng, hắn không chỉ gặm xương thừa của Lăng Hàn, còn phải ăn không ít cỏ dại. Theo hắn mà nói, đây là mối thù cả đời cũng không thể quên. Nhưng hắn suy nghĩ rõ ràng, chỉ cần hắn còn sống, chính là báo thù tốt nhất. Cho nên bất kể như thế nào, hắn đều phải sống tiếp. Lăng Hàn vỗ vào vai hắn, nói, không cần để ở trong lòng, dẫn người trẻ tuổi đi, chính là chức trách của bản tòa. Dẫn em gái ngươi, ở trong lòng nghiêm tuấn thầm phỉ nhổ, nhưng trong miệng đương nhiên không có khả năng nói ra được. Khung Minh Sơn không tính là địa phương hiểm yếu, ở đây ít có yêu thú cường đại, tuy rằng cũng có chút dược liệu chân quý, nhưng bởi vì độc trướng dày đặc, rất ít có người tới nơi đây. Nguyên nhân rất đơn giản, muốn đi vào nơi đây nhất định phải ăn bách hóa đan. Bách hóa đan đắt thế nào? Khả năng hái được dược liệu vừa vặn trung hòa với chi phí bách hóa đan, thậm chí còn phải bù thêm, người nào lại nguyện ý làm. Nhưng điều này đối với Lăng Hàn mà nói, tất nhiên không phải là vấn đề. Bản thân hắn biết chế luyện bách hóa đan cho dù sẽ không có lấy tài lực của hắn cũng là chuyện dễ dàng lăng hàn lấy ra một bình đan dược ném về phía nghiêm tuấn nói đây là bách hóa đan có thể giải được độc trướng nghiêm tuấn đương nhiên một vạn lần không muốn đi vào nhưng hắn cũng biết mình không có khả năng làm trái ý của lăng hàn hắn không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận bình đan dược lấy ra một viên đan dược nuốt vào hắn ngược lại không sợ lăng hàn cho mình dùng thuốc giả bởi vì có quang não ghi lại hình ảnh cùng lúc được truyền đi cho dù có đập quang não, nhưng ở chỗ đế đô vẫn có thể nhìn thấy đoạn trước đó. Hai người tiến vào rừng rậm, độc trướng này hữu hình, mắt thường có thể nhìn thấy được giống như sương mù bay lên, lượn lờ. Ở đây không có động vật, thậm chí ngay cả yêu thú cũng không có cách nào sinh tồn. Thật sự có vài cây cối, hoa cỏ đặc biệt lại là sinh trưởng được đặc biệt tươi tốt, có thể đạt tới độ cao hơn 10 trượng, tán cây mở rộng, che khuất bầu trời. Hơn nữa, trương khí ở đây càng có vẻ âm u hơn rõ ràng mặt trời chói trang đang chiếu xuống, nhưng ở đây lại là một mảnh u ám. Lăng Hàn đi về phía tây bắc, theo tư liệu nêu ra, bối lan độc nha liền sinh trưởng ở bên cạnh một cái ao tại phía đó. Ở đây im ắng, không có tiếng thú gào, không có tiếng côn trùng kêu vang, dường như là tử địa tuyệt đối. Bách hóa đan cũng không có cách nào kiên trì được thời gian quá lâu. Sau khoảng gần một giờ, dược lực liền tiêu hao hết, cần phải ăn một viên nữa. Gần ba giờ sau, bọn họ cuối cùng đi tới gần cái ao kia. Ao nước này không coi là nhỏ, hiện lên hình quả trứng. Chỗ dài nhất có chừng 3 trượng, chỗ hẹp nhất cũng có hơn 2 trượng. Nước ao đen thui, còn thường xuyên dâng lên bong bóng, bụp một cái nổ tung. Lại có một luồng khí thể bay lên tiến vào không trung. Đây là nguồn gốc của trướng khí sao. Ở chỗ này, độc trướng rõ ràng càng thêm mãnh liệt, tăng nhanh tốc độ bách hóa đan tiêu hao. Ánh mắt lăng hàn đảo qua, đã phát hiện ra bối lan độc nha ở bên cạnh cái ao. Cái này bộ dạng rất kỳ lạ, có chút giống như là đậu nha, phiến lá hiện lên màu xanh dày. Lam Hàn vô cùng cẩn thận, sau khi đeo găng tay vào, hắn lại đi hái, bởi vì bên trong tên của bối lan độc nha có kèm một chữ độc, trên thực tế cũng tràn ngập kịch độc. Hắn thu bối lan độc nha vào trong dưỡng nguyên hồ lô, thoáng lộ ra một vẻ buông lỏng. Hiện tại tám loại dược liệu đã đủ, ly hồn đan liền không có khả năng lại gây khó khăn cho hắn. A, à, Nghiêm Tuấn ở một bên nhìn, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Thế nào một gốc cây thảo dược lại đột nhiên biến mất? Cái này gọi là Dưỡng Nguyên Hồ Lô, là một đồ chứa không gian, còn có thể lớn mạnh lực tinh thần. Lang Hàn giải thích, vật chứa không gian, Nghiêm Tuấn đương nhiên biết đây là vật gì. Theo tư liệu lịch sử ghi chép, pháp khí không gian văn minh đời trước cũng đều là trận sư tạo ra. Nhưng bây giờ lại không có một trận sư nào có thể chế luyện ra pháp khí không gian. Căn bản không có cái kỹ thuật này, hắn đầu tiên là hâm mộ, sau đó nhất thời kinh sợ lăng hàn tại sao muốn nói ra bí mật như vậy cho hắn biết chẳng lẽ muốn giết người diệt khẩu hơn nữa còn có thể tẩm bổ lớn mạnh lực tinh thần nghiêm tuấn hiểu rõ vì sao lăng hàn có thể vượt qua hắn thành trận sư cao cấp cũng là bởi vì có liên quan tới dưỡng nguyên hồ lô nếu như hắn cũng có thể nắm giữ bảo vật như vậy tất nhiên cũng có thể trở thành trận sư cao cấp thậm chí còn có thể càng cao hơn ngươi suy nghĩ quá nhiều lăng hàn cười ha hả nói Chương 3743, Vạn Độc Nguyên. Nghiên cứu trận pháp là cần phải có thiên phú, còn ngươi, rõ ràng quá tệ. Đây là trắng trợn khinh bỉ." Nghiêm Tuấn hận đến nghiến răng nghiến lợi, "Hắn xin thề, sau khi trở về đế đô, hắn nhất định phải tuyên truyền chuyện Lăng Hàn nắm giữ giữ nguyên hồ lô thật sôi động, đến mức cho dù là tiểu hài tử 3 tuổi cũng phải biết. Bảo vật như vậy sẽ có vô số người mơ ước, trừ khi Lăng Hàn nguyện ý buông tha, bằng không hắn tuyệt đối sẽ bị chết mà chẳng biết tại sao." Ngươi có phải đang suy nghĩ, ta tại sao phải để ngươi biết được bí mật lớn như vậy hay không? Lang Hàn cười nói, ngươi quá tự phụ, Nhiêm Tuấn nói, Lang Hàn nhoẻn miệng cười, ta tự tin, nhưng tuyệt đối không tự phụ, kiêu ngạo là một loại thói quen rất xấu, ta làm sao có thể phạm phải sai lầm lớn như thế. Vậy ngươi vì sao lại làm vậy? Nhiêm Tuấn hỏi, bởi vì ta đùa giỡn, dự định giết chết ngươi, cho nên, cho dù để cho ngươi biết một ít bí mật, ta cũng không quan tâm. Lang Hàn cười nói. Hắc, nghiêm tuấn cười lạnh, ngươi mặc dù là trận sư cao cấp, nhưng ta cũng không có phạm lỗi lầm gì. Ngươi dám giết ta, bản thân cũng đừng hòng mơ tưởng thoát thân. Lăng Hàn kinh ngạc, ai nói là ta giết chết ngươi, rõ ràng là ngươi trượt chân ngã vào trong ao này, ta cứu không kịp. Ngươi trợn tròn mắt nói mò sao, nghiêm tuấn giơ tay lên cao, chỉ vào quang não treo ở trên cổ tay. Tất cả đều có ghi lại, hơn nữa còn truyền thẳng đến đế đô. Lăng Hàn mỉm cười, nói, Ngươi dựa vào cái gì có lòng tin đối với mạng lưới nơi này như vậy? Nghiêm Tuấn vừa nghe, sắc mặt không khỏi biến đổi kịch liệt. Hắn thử lấy quang não liên hệ với mạng lưới, lại căn bản không có phản ứng. Khu vực gần đế đô, cơ bản xây dựng quả thực tốt hơn nhiều so với hồ cứ thành, nhưng cũng không có được đến trình độ trang bị máy móc ở nơi tử điện này. Lăng Hàn lo lắng nói, ngươi, ngươi ngươi, nghiêm tuấn biết không hay, mồ hôi lạnh từng giọt từ trên trán nhỏ xuống. Cho nên, không nên quá tự tin. Lăng Hàn vỗ vào vai Nghiêm Tuấn, Nghiêm Tuấn lạnh run, hiện tại hắn cuối cùng đã biết sợ, chế ở chỗ này, chỉ cần hủy diệt quang não của hắn, liền sẽ không có ai biết được chân tướng, Lăng Hàn có thể ung dung ngoài vòng pháp luật. Ngươi không thể, ngươi không thể làm như vậy, hắn quát, Lăng Hàn thản nhiên nói, ta vì sao không thể, cho phép ngươi thuê người giết ta, lại không cho phép ta báo thù sao. Cái gì mà thuê người giết ngươi, ngươi nói bậy, Nghiêm Tuấn liền vội vàng lắc đầu, Ngươi có suy nghĩ này hay không, ta đều quang minh chính đại nói muốn giết ngươi. Ngươi ngay cả dũng khí thừa nhận chân tướng cũng không có. Lăng Hàn thở dài nói, nghiêm tuấn thế nào cũng sẽ không thừa nhận, như vậy hắn còn có một tia cơ hội sống, nói. Lăng Hàn, ngươi thật sự được không nên hiểu lầm, chuyện không phải như ngươi nghĩ, hoàn toàn là do Dương Tử Thanh tự chủ trương. Ngươi không phải đã ở trên bữa tiệc sinh nhật của phong tiểu thư chính tay nghe được, Dương Tử Thanh chính hắn thừa nhận. Lăng Hàn lắc đầu, cười nói nếu như sau khi Dương Tử Thanh chết có linh, chắc hẳn sẽ tức giận đến mức từ trong quan tài nhảy ra. Lăng Hàn, người tin tưởng ta, thật sự, hoàn toàn là chuyện của Dương Tử Thanh. Ta hoàn toàn không biết chuyện này, nghiêm tuấn còn đang trợn mắt nói mò. Lăng Hàn cười, nói, cũng không phải ta đẩy ngươi xuống. Cái gì, nghiêm tuấn sửng sốt, lời này không đầu cô não. Nhưng ở trong một nháy mắt tiếp theo, hắn lại phát hiện mình bay lên, ầm một cái, rơi vào trong nước. Lúc này hắn mới hiểu được, câu nói của Lăng Hàn vừa rồi kia là có ý gì. Nhưng hắn lập tức khiếp sợ đến mức mật cũng muốn vỡ ra. Đây chính là ao nước độc, độc trướng trong toàn bộ rừng rậm đều từ nơi này tản ra. Chính là đứng ở bên cạnh ao thôi, bách hóa đan tiêu hao cũng nhanh tới mức kinh người, huống gì là rơi vào trong đó. Hắn vội vàng dẫy rụa bơi về phía trên bờ, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đau rất lợi hại, độc này xâm nhập vào cơ thể, khiến cho da tay của hắn lập tức bắt đầu mục nát. Mà khi hắn bơi tới bên bờ, nghênh đón hắn lại là một cái chân. Bịch, cái chân vô tình này lập tức đá hắn trở lại. Không, nghiêm tuấn liều mạng khuya hai tay. Độc này xâm nhập vào trong cơ thể không chỉ là chí mạng, hơn nữa còn vô cùng thống khổ. Lang Hàn không lộ biểu tình, bắt đầu từ khi nghiêm tuấn thuê người giết hắn, người này đã không đáng để cho hắn đồng tình nữa. Lăng Hàn, ta nguyền rủa ngươi, ngươi chết không được tử tế. Ngươi có thể còn thảm hại hơn so với ta. Một ngày nào đó, ngươi sẽ bị người thu thập. Nghiêm tuấn quát, hắn biết lăng hàn tuyệt đối không thể buông tha cho mình bởi vậy hắn cũng bất chấp mọi giá chỉ ít mắng một hồi cũng có thể xả giận lăng hàn không có để ý tới hắn nhìn vào giữa cái ao bởi vì hắn phát hiện nơi đó có một vòng xoáy mà ở trong vòng xoáy có một thứ màu đen lại tản ra khí thức sinh mệnh mãnh liệt lẽ nào đây là vạn độc nguyên tim hắn chợt đập mạnh ở trong học viện có thể điều tra ra được rất nhiều tư liệu trong đó có giới thiệu về vạn độc nguyên cái gọi là Vạn độc nguyên chỉ có giống nơi độc như thế này mới có khả năng phát sinh, đây là cực hạn của độc. Nhưng thứ gì cũng vật cực tất phản, Vạn độc nguyên cũng vậy, cực hạn của độc lại là căn nguyên của sinh mạng, cho nên Vạn độc nguyên được võ giả xem là bảo vật giá trị kinh người. Điều kiện Vạn độc nguyên hình thành hà khắc, vừa phải có độc tính vô cùng kịch liệt, lại cần thời gian lâu dài, thật giống như bảo quả được thiên địa sinh dưỡng, thế nào cũng phải hơn mấy trăm nghìn năm. Lăng Hàn tin tưởng trước đây không lâu ở đây khẳng định không có vạn độc nguyên nếu không luôn có người sẽ tới thử thời vận đây là vận khí của hắn tăng mạnh tới ngắt lấy bối lan độc nha lại vừa vặn gặp được vạn độc nguyên mới hình thành hơn nữa vạn độc nguyên bình thường là ẩn nấp chỉ là liếc mắt nhìn qua không có khả năng phát hiện ra sau khi lăng hàn xác định không khỏi cười to nói nghiêm tuấn lúc này thật đúng là phải cảm ơn ngươi nếu không phải hắn tâm huyết dâng trào cố ý một đường dẫn theo nghiêm tuấn đi qua như vậy khẳng định hái được bối lan độc nha xong, hắn sẽ liền rời đi, không có khả năng phát hiện trong ao độc còn che giấu một vạn độc nguyên. Nghiêm Tuấn chỉ cho rằng hắn nói là nói mát, chỉ lo lớn tiếng mắng. Hắn ý thức được mình không còn sống được bao lâu nữa. Lăng Hàn rất kiên trì, giải thích một chút về vạn độc nguyên. Nghiêm Tuấn vừa nghe, thiếu chút nữa trực tiếp tức chết. Chương 3744, Tam biến đỉnh phong. A, à, cái chết của hắn lại còn thành toàn một cơ duyên lớn của Lăng Hàn sao? không được hắn lập tức bơi về phía trong trung tâm của ao nước hắn nghe được lăng hàn nói vạn độc nguyên lại là căn nguyên của sinh mạc vậy nhất định có thể hóa độc của giải hắn chữa trị tốt vết thương cho hắn thậm chí còn có thể khiến cho hắn thu được càng nhiều lợi ích hơn lăng hàn lắc đầu vạn độc nguyên này lại sao có thể dễ dàng thu được a à, nghiêm tuấn phát ra tiếng kêu thảm thiết một tay của hắn đã chạm tới độc nguyên nhưng trong nháy mắt cả cánh tay đều bị dung hòa cho dù là xương cũng không còn lại một chút nào hắn oán độc nhìn lăng hàn, ra hỏa kia lại còn hãm hại mình, ọc ọc ọc, hắn đã không có sức lực để tiếp tục rằng co, toàn thân đều chìm xuống dưới mặt nước. Nước ao dâng lên một chút, sau đó mặt ao lại khôi phục sự yên tĩnh. Nghiêm tuấn chết, trong lòng lăng hàn lại không có sóng gió lớn gì. Hắn căn bản không để loại nhân vật nhỏ này ở trong lòng. Bây giờ hắn nghĩ tới, giết chết là được, không cần thiết vì thế mà vui mừng khôn xiết các loại. Hắn đang quan sát cường độ của vạn độc nguyên này, mỗi một nơi độc có thể sinh ra vạn độc nguyên độc địa đều không giống nhau, có hoán huyết cảnh là có thể thu, có nhưng có thể khiến cho minh văn cảnh đều trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. cái này vạn độc nguyên cũng không tính là quá mạnh mẽ, bởi vì nghiêm tuấn tiếp xúc dưới cũng chỉ là ăn mòn một cánh tay, cũng không lập tức hóa thành nước ngủ. nếu như nghiêm tuấn sau khi chết có biết, chắc hẳn lại muốn chửi má nó, hắn đến cuối cùng vẫn là bị lăng hàn gài bẫy. đi thử một chút, lăng hàn ăn vào hai viên bách hóa đan, sau đó phóng người nhảy lên một cái. Tóm, hắn nhẹ nhàng rơi vào trong ao, vừa lúc là chỗ vạn độc nguyên. Nhất thời, một cảm giác đau đớn mãnh liệt kéo tới. Kịch độc đang ăn mòn trên da tay của hắn, muốn đột phá vào. Lăng Hàn vận chuyển bí lực đối đầu, lại thêm thể phách mạnh mẽ, đủ để hắn chống đỡ một hồi. Hắn vươn tay, chộp về phía vạn độc nguyên. Thật ra đây là một loại năng lượng, nhưng chứ kịch độc ở trong đó, không xóa bỏ tầng bảo vệ ở bên ngoài, căn bản không có khả năng nhận được lợi ích. Phá cho ta, lăng hàn khẽ quát một tiếng tay phải hắn đã nắm lấy lớp bảo vệ bên ngoài của vạn độc nguyên nhất thời một tinh khí sinh mạng sông mãnh liệt vào trong cơ thể hắn trong nháy mắt khiến cho chức năng sinh mệnh của hắn trở nên sinh động vô cùng độc tố còn đang xâm nhập nhưng ở dưới tác dụng của vạn độc nguyên lại biến thành năng lượng lăng hàn có thể hấp thu được năng lượng của tất cả vạn vật chỉ là vấn đề hấp thu như thế nào ầm ừ, trình độ sinh mạng của lăng hàn bắt đầu nhanh chóng nâng cao sức sống sinh mạng cuồn cuộn gần như mỗi một giây đều đi thêm được một bước nhỏ khi tới chập tối của ngày hôm đó lăng hàn đã đẩy mạnh tu vi đến nhị biến hậu kỳ hắn vận chuyển công pháp hầu ca tiếp tục hấp thu năng lượng không để ý tới cảm giác đói khát do thân thể phát ra một đêm trôi qua tu vi của hắn lại là đi tới nhị biến đỉnh phong hắn nhảy ra cái ao cũng không vội đột phá hắn cần phải làm cho cảnh giới vững chắc một chút đột phá nhị biến này cũng chưa đầy một tháng hiện tại lại muốn nhảy vào tam biến sáo quá nhanh căn cơ bất ổn, trong tương lai sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Lăng Hàn không ngừng đánh quyền, vận chuyển yêu hầu quyền tới cực hạn. Trong một quyền đánh ra, kinh lực lại có dấu hiệu hóa thành một con yêu hầu. Ha ha, hóa ra ta ở trên phương diện nắm giữ yêu hầu quyền ngay cả nhập môn cũng chưa đạt tới. Lăng Hàn lẩm bẩm, hầu ca chỉ là truyền quyền pháp của hắn, nhưng cũng chưa từng giải thích nhiều, hiển nhiên là muốn cho hắn chậm rãi phỏng đoán. Bởi vì như vậy thứ lĩnh ngộ được mới thật sự là của riêng mình hắn dùng hết lực lượng của chính mình, sau đó khôi phục, lại luyện. Hiện tại hắn không có đối thủ, chỉ có thể tự mình luyện quyền, một lần lại một lần tiêu hao hết lực lượng của chính mình. Ba ngày sau, hắn cảm thấy đã gần được rồi, thật ra còn không đủ hoàn mỹ, nhưng hắn không thể buông tha cơ hội tốt lần này. Vạn độc nguyên này lại không có cách nào lấy đi, chờ qua một đoạn thời gian nữa, vậy hắn sẽ phải tiện nghi cho người khác. Hắn lại một lần nữa kích động tiến vào trong ao, đưa tay tiếp xúc với vạn độc nguyên, bắt đầu đột phá. Trong vạn độc nguyên tràn ngập sức sống, cáo này có thể nói là loại bảo quả sinh mạng khác, đủ để chống đỡ hắn hoàn thành trình độ sinh mạng bay vọt. Chỉ là thời gian hắn ở nhị biến thực sự quá ngắn, cũng không đủ tích lũy. Sự đột phá này tất nhiên không có khả năng thuận lý thành trương, mà là gập gành, tiến cảnh thong thả. Tốn ước chừng thời gian 3 ngày, Lăng Hàn cuối cùng mới một lần bước vào tam biến. ầm um, biến hóa rất lớn đến từ lực tinh thần, bất chợt bay vọt một bậc thang, ở trong thức hải cuộn trào mãnh liệt. Vù, cái này là tam biến. Lăng Hàn dừng lại, hắn phải ăn một chút gì. Trước đó, vì không cắt ngang đột phá linh cảm, hắn ngay cả một giọt nước mưa cũng không uống. Hiện tại đương nhiên phải cố gắng ăn một bữa. Hắn lấy gạo từ trong hồ lô ra, nhóm lửa nấu cơm. Mấy ngày qua bận việc, hắn vẫn ăn thịt quay. Tuy rằng hắn thích ăn thịt, nhưng mỗi ngày đều ăn, mỗi bữa đều ăn, hắn cũng chán ngấy. Sau khi ăn cơm xong, hắn chợt cảm thấy tinh thần sảng khoái. Được, tiếp tục tu luyện, hắn lại nhảy vào trong nước độc, hấp thu năng lượng của vạn độc nguyên, tăng cao tu vi của mình. Lăng Hàn tập trung tất cả thời gian ở trên tu luyện, tu vi cũng từ từ tăng vọt. Lại qua ba ngày sau, hắn đạt tới tam biến hậu kỳ. Có thể nhìn thấy được phát khí tức ra đã từ màu đen biến thành màu bạc. Khoảng cách tam biến đỉnh phong chỉ kém một tia, chỉ có điều, vạn độc nguyên cũng đã biến mất. Hiện tại đợi tiếp nữa nói, vậy cũng chỉ có hại không có lợi. Lăng Hàn vội vàng ra khỏi cái ao, tuy rằng không có thể một hơi sông lên tứ biến, nhưng đây cũng là chuyện tốt. Bởi vì mạnh mẽ trùng kích tứ biến, căn cơ của hắn lại thực sự quá yếu đuối. Hắn cần có đủ nhiều thời gian để tăng cường thể lực. Điều này không cần lo lắng, hắn có số lượng lớn mật của ong tím vàng, đây chính là trí bảo luyện thể, cần phải trở về, Lăng Hàn trở về, lần này không cần phả dẫn thêm một người, tốc độ của hắn đương nhiên phải nhanh hơn nhiều. Hơn nữa, hắn còn dùng tới phi toa bộ, dưới tốc độ gấp 2 lần vận tốc âm thanh, tốc độ này là nhanh tới mức nào. Chỉ có điều, chỉ chạy một giờ, Lăng Hàn lại không chịu nổi. chương 3745, Việt Triều 1 Gánh nặng quá lớn, thân thể nóng hổi, hình như muốn bốc cháy lên. Chỉ là so sánh với mới bắt đầu, Lăng Hàn tiến bước có thể nói là kinh người. Một giờ bạo phát còn chưa đủ sao, hơn nữa theo khí lực của hắn tăng cường, thời gian có thể kéo dài điều này chắc hẳn còn có thể dài hơn. Hắn tính toán một chút, cần nghỉ ngơi sau vài giờ, thân thể mới có khả năng khôi phục lại, một lần nữa tiến hành tiêu hao với gánh nặng lớn như vậy. Bốn ngày sau, Lăng Hàn trở lại đế đô, hắn đi tới tổng hội trận đạo trước, mang về tin tức nghiêm tuấn gặp phải bất hạnh. Một trận sư tử vong, tất nhiên phải nghiêm khắc điều tra. Từ hình ảnh nghiêm tuấn truyền về có thể thấy, Lăng Hàn tuy rằng đối với hắn có chút hà khắc, nhưng cũng không thể quy kết đến mức hãm hại. Mấu chốt là, sau khi tiến vào tiến vào chướng khí, tín hiệu lại bị cắt đứt. Ở dưới tình huống chết không có đối chứng, đương nhiên Lăng Hàn nói cái gì là cái đó. Lại có mấy người dám hoài nghi một vị trận sư cao cấp. Huống gì vị trận sư này còn được Trần Hạo thưởng thức như vậy. Sau này còn có khả năng vượt qua Trần Hạo, hơn nữa, Nghiêm Tuấn từ hồ cứ thành tới, lại không có bối cảnh gì. Ai nguyện ý thay hắn ra mặt, không phải là tốn sức lại không được cảm ơn sao? Chuyện này lại cứ như thế bị ép xuống. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Lăng Hàn chỉ là một người đi ngang qua sân khấu, làm người ghi chép, lại không có người nào dám giữ hắn lại. Hắn trở lại học viện, lại thử nghiệm một chút về các loại năng lực của mình. Giá trị bí lực đỉnh phong khoảng gần 600 vạn cân. Giá trị thể lực lại kém hơn một chút, chỉ có hơn 300 vạn. Dưới niệm lực huy động, tốc độ phi kiếm đạt tới gấp 3,7 lần. Hơn nữa toàn lực ném một cái, lại là 4,7 lần. Không thể vượt qua năm lăng hàn thở dài hiện tại lực lượng thường quy của hắn đã không thua nhất cốt hoàn toàn có thể trực diện đối đầu các loại thủ đoạn đều xuất hiện đánh bại tam cốt cũng không khó khăn cũng không cần phải đánh cược với vận khí hoặc là hao tổn tâm cơ làm cho đối phương bước vào trong cạm bẫy cầu mình lăng hàn bắt đầu chế luyện giải độc đan cho ly hồn đan sau khi đan thành khi đó cũng khiến cho kịch động gây khó dễ với hắn cuối cùng một đi không trở lại khiến cho toàn thân hắn cảm thấy thoải mái một hồi hình như tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn vài phần Đúng lúc này, đế đô phát sinh một chuyện lớn, chấn động triều đình và bách tính trên dưới. Đây là một tin tức lớn, ở ngoài Huyền Bắc quốc có thế lực cường đại phái ra sứ giả, đi tới đế đô, ý định ban đầu là muốn cầu kiến thánh hoàng. Nhưng thánh hoàng lại bắt đầu bế quan, do nghị sự trưởng thay mặt tiếp kiến. Hóa ra, ở ngoài Huyền Bắc quốc còn có thế lực cường đại. Điều này làm cho người dân đế đô đều kinh ngạc, bọn họ vốn tưởng rằng Huyền Bắc quốc chính là bá chủ thiên hải tinh các loại yêu thú gì đó đều chỉ có thể ẩn nấp ở trong thâm sơn biển rộng không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện một thế lực như thế chỉ có điều thế lực này đến cùng là chuyện gì xảy ra lại mạnh tới mức nào vừa vạn hiên viên định quốc sang đây thăm hắn lang hàn liền hỏi thăm về phía vị đại soái này hiên viên định quốc đã đột phá cực cốt cảnh hắn thật ra có thể sớm đột phá nhưng vì hiên viên bang hắn mới ép cảnh rơi xuống nhưng bây giờ hiên viên ra lập tức sẽ có một tộc nhân mới tiến vào học viện Hắn cũng có thể công thành lui thân. Hắn cười hắc hắc, nói: "Ngươi thật đúng là hỏi đúng người, hiện tại cũng chỉ có hậu đại của bốn đại soái chúng ta, Hồng Thái sư mới có khả năng tiếp xúc được chuyện cơ mật như vậy. Ít nói nhảm đi, nói mau." Lăng Hàn thúc giục, "Thế lực này tự xưng là Việt Triều, Hiên Viên Định Quốc nói, có thể cường đại tới mức nào?" Lăng Hàn lại hỏi, "Sứ giả lần này chính là nhi tử của Việt hoàng, còn có hậu đại của mấy đại tướng quân. Theo tin tức ta đã sớm nghe được, Việt Hoàng người ấy chính là cường giả khai khiếu cảnh. Hiên viên định quốc nhỏ giọng nói, không che giấu được vẻ kinh hãi. Trước cuộc chiến yêu chuột, tất cả mọi người cho rằng Thánh Hoàng hiện nay cũng là khai khiếu cảnh, hơn nữa cũng là khai khiếu cảnh duy nhất của huyền Bắc Quốc, cảnh giới sấp xỉ với con trai của người ta, như vậy làm thế nào địch nổi Việt Hoàng. Nhưng đối với phần lớn quốc dân mà nói, ở trong ấn tượng của bọn họ, Thánh Hoàng chính là tồn tại khai khiếu cảnh. Cho nên nếu như tư liệu sứ giả của Việt Quốc lan rộng ra ngoài, Vậy sẽ tạo thành trùng kích lớn tới mức nào? Hơn nữa, cũng là con trai, trong hậu đại của Trần Phong Viêm còn chưa có xuất hiện tồn tại khai khiếu cảnh, người ta đã có. Như thế vừa so sánh, có phải cho thấy Việt Hoàng càng rất lợi hại? Vậy, Việt Triều muốn làm gì? Lăng Hàn nói, muốn chiêu hàng chúng ta, làm phụ thần của Việt Triều. Hiên Viên Định Quốc nói, sau đó gắt lên, thực sự si tâm vọng tưởng, cũng không suy nghĩ một chút xem Thánh Hoàng là tồn tại tới mức nào, bá đạo nghịch thiên làm sao có thể làm thần của người khác chỉ có điều thánh hoàng bệ hạ đang bế quan nghị sự trưởng đại nhân cũng không dám tùy tiện đưa ra quyết định còn phải chờ sau khi thánh thượng xuất quan sẽ quyết định sau lang hàn gật đầu sứ giả việt triều lần này tới với ý định không tốt còn muốn cho huyền bắc quốc xưng thần dã tâm cực lớn hơn nữa chuyện lớn như vậy lại có thể chỉ phái ra một hoàng tử cũng không có xuất động đại tướng quân các loại có thể thấy được việt triều này lớn lối như thế nào hoàn toàn không để huyền bắc quốc vào mắt Suy nghĩ lại một chút, trên danh nghĩa Huyền Bắc quốc chỉ có một khai khiếu cảnh. Người ta tùy tiện xuất động một hoàng tử lại cũng là tồn tại khai khiếu cảnh. Có thể thấy được thực lực của Việt triều cường hãn tới mức nào, tất nhiên có đạo lý kiêu ngạo. Ai, không biết có thể dẫn phát quốc chiến hay không. Hiên Viên Định quốc có chút bận tâm nói, Việt triều thực lực cường đại vô cùng, Huyền Bắc quốc cũng chỉ có Trần Phong Viêm một tồn tại vô địch, không có cách nào phân thân. Một khi toàn diện khai chiến, rất có khả năng là kết quả lưỡng bại câu thương. Hiên viên định quốc rời đi, hắn vừa đột phá, cần phải nhanh chóng làm vững cảnh giới. Lăng Hàn cũng vậy, hắn đã là tam biến đỉnh phong, trên lý thuyết đã có thể trùng kích tứ biến. Nhưng cần phải thực chiến tới làm chắc nền tảng, chỗ nào có thể thực chiến. Bãi săn bắn hoàng gia là một địa phương không tệ, có yêu thú cấp bậc cực cốt cảnh. Nhưng bình thường nơi đó không cho phép người ngoài tiến vào, cho nên con đường này không thể thực hiện được. mươi 3746, Việt Triều 2 Còn có thể đi nơi nào? lăng hàn không khỏi cảm thán trước một đống kẻ địch lớn ví dụ như phòng tử bình ví dụ như trình hổ lúc này thế nào lại không xuất hiện giao đấu nhiều hơn với những cao thủ như vậy cảnh giới kia nhất định sẽ rất nhanh vững chắc hắn lại chỉ có thể đi làm phiền hiên viên định quốc thực chiến hiên viên định quốc suy nghĩ một chút thật ra đúng là có chỗ như vậy nhưng quá mức nguy hiểm chỗ nào lăng hàn truy hỏi đấu trường ngầm hiên viên định quốc nói theo pháp lệnh của đế quốc đây là tồn tại không được phép cho nên chỉ có thể len lén tiến hành nhưng cái sản nghiệp này đặc biệt kiếm tiền ta nghe nói hồng thiên bộ lại có một đấu trường ngầm a à, Lăng hàn cảm thấy kỳ quái hồng thiên bộ cũng sẽ thiếu tiền còn không phải sao hồng thái xưa tuy rằng bổng lộc không ít nhưng hậu nhân của hắn cũng nhiều mỗi người tu luyện đều cần rất nhiều tài nguyên không chuẩn bị chút nghề phụ thế nào đủ được hiên viên định quốc cười nói Lăng hàn không khỏi cười nói Bốn đại soái này chắc hẳn là cũng không kém bao nhiêu đâu nhỉ. Hắc hắc, hiên viên định quốc cũng không trực tiếp thừa nhận, mà chỉ nói: Mỗi một gia tộc đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít có chút thu nhập đen. Ở đế quốc, điều này coi như là bí mật công khai. Chẳng những là bốn đại soái, cho dù là các vị hoàng tử cũng có giao thiệp vào. Nhất là mấy người có thực lực tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, lại cần một số tiền lớn để nuôi dưỡng thuộc hạ, tử sĩ. Không có số lượng lớn tiền rắc đi, ai sẽ theo ngươi? Lăng Hàn gật đầu, nói: "Vậy ngươi an bài một chút, ta đi tới đấu trường ngầm." Hắn không cần khách khí với hiên viên Định Quốc, bởi vì hắn cung cấp phương pháp luyện đan khiến cho hiên viên Định Quốc kiếm được lợi lớn. Đồng thời, địa vị của hiên viên Định Quốc ở hiên viên gia cũng tăng vọt, thiếu nợ Lăng Hàn nhân tình cực lớn. "Được," hiên viên Định Quốc gật đầu, nhưng suy nghĩ một chút, hắn lại nói: "Chỉ có điều, cảnh giới của ngươi tuy rằng không cao, nhưng thực lực lại quá mạnh mẽ." muốn tìm được một đối thủ có thể xứng cùng ngươi rất khó khăn không khó thì không cần tìm ngươi có đúng không lang hàn cười nói ha ha chỉ riêng lời này của ngươi ta nhất định phải thay ngươi tìm được người hiên viên định quốc nói hắn rời đi chỉ hai ngày trôi qua hắn lại đến tìm lang hàn nói đã sắp xếp xong xuôi ban đêm lang hàn theo hắn rời khỏi học viện đi tới một quán rượu nhìn như bình thường nhưng sau khi thông qua kiểm tra bọn họ lại tiến vào một đường ngầm một đường đi xuống Tiếp đó là một không gian rộng rãi sáng sủa. Nơi này rất lớn, ở giữa là một lôi đài, chiều dài, chiều rộng ước chừng 10 trường. Chính là lôi đài lớn như vậy, cũng chỉ chiếm một phần năm không gian. Có thể thấy được nơi này lớn tới mức nào. Hiện tại, trên lôi đài đang tiến hành chiến đấu đặc biệt kịch liệt, nhưng chỉ là cấp bậc thông mạch. Lăng hàn liếc mắt thoáng nhìn, lại thu hồi ánh mắt. Đấu trường trong lòng đất này rất náo nhiệt, có ít nhất hơn 1.000 người đang xem tranh đấu bọn họ lại không quan tâm chỉ là thông mạch cảnh tiến hành chiến đấu chỉ cần có máu tươi bắn bay sẽ kích thích tâm tình bọn họ khiến cho bọn họ hưng phấn thét chói tai những tuyển thủ này đều là người phạm vào trọng tội mỗi người đều có thể bị phán xử cực hình hiên viên định quốc lại gần nhỏ giọng nói lang hàn gật đầu xem ra đấu trường dưới lòng đất này còn có đội quân tham dự bằng không làm sao có thể đưa những tội phạm tử hình qua rất nhanh trận chiến đấu trên lôi đài lại hạ màn kết thúc với một người bị xuyên thủng bụng dưới Chắc hẳn rất khó bảo vệ được tính mạng. Tiếp theo, do tân tứ của trường thắng tướng quân đấu với Mã Cửu đang nổi danh gần đây. Một nam tử trung niên dáng vẻ như người chủ trì nhảy vào lôi đài, cao giọng kêu lên. Hiện tại, mọi người có thể đặt tiền cược, còn có thể đặt tiền cược, lang hàn bừng tỉnh, chỉ là mở đấu trường dưới lòng đất, thu vé vào cửa, đã có thể kiếm được một khoản lời. Nhưng phần lớn chắc hẳn đều sử dụng cho quân đội, chỉ có đánh cược mới có khả năng kiếm được đầy bát đầy chậu tuyển thủ này đều do phía đấu trường an bài, muốn dối trá không phải là đơn giản sao. Lang Hàn cười nói, phương diện này chắc hẳn cũng có cổ phần của hiên viên ra các người đi. Hắc hắc, là nhị ca ra mặt, phụ thân hẳn cũng biết. Chỉ là từ trước đến nay chưa từng hỏi tới, xem như không biết. Hiên viên định quốc cười nói, hiện tại hắn có phương pháp luyện đan bản cải tiến, coi như là đang in tiền, không phải tài lớn khí thô, nhưng cũng chướng mắt đấu trường này. Hai tuyển thủ mới vào trận, lần này lại là hoán huyết cảnh, bọn họ cũng không lập tức khai chiến, mà để cho mọi người có thời gian đặt tiền cược. Lựa chọn đặt tiền cược cũng chia ra 5 phần 8 cửa. Ví dụ như, chiến đấu sẽ kết thúc trong vòng mấy phút. Tân tứ có thể bị đánh trúng phần bụng, chân mã cửu có thể bị thương hay không. Tuyệt đối không chỉ có là hai bên ai thua ai thắng. Loại phương thức đặt cược kỳ quái này có tỷ lệ bồi thường rất cao, nhưng khả năng muốn đặt chúng cũng rất thấp. Đúng là như vậy, phía bên đấu trường có khả năng kiếm tiền, lợi dụng tâm lý phất nhanh của khách muốn đánh cược lăng hàn không thiếu tiền tất nhiên sẽ không đặt cược hiện tại hắn đeo một cái mặt nạ làm học sinh của học viện đế đô chuyện hắn tham dự trận đấu này bị người ta vạch trần vậy có thành chuyện cười lớn bởi vì lăng hàn nắm giữ chiến lược cực cốt cảnh cuộc chiến đấu của hắn cũng sẽ đặt ở cuối cùng mã cử cùng tân tứ chiến đấu đặc biệt kịch liệt tuyển thủ ở đây đều chỉ sử dụng dòng họ làm danh hiệu ví dụ như mã nhất sau đó lại tới một người họ mã liền gọi là mã nhị cứ theo loại này suy diễn ra, đúng lúc này, chỉ thấy lại có đoàn người tiến đến. Dẫn đầu chính là một nam tử sắp tới 30 tuổi, toàn thân mặc trang phục bằng gấm, ngạo khí hơn người. Chỉ có điều, mấy người phía sau hắn hình như là quý khách. Tuy rằng hắn tiến tới trước, nhưng vừa đi vào lại hết sức ân cần nhường đường cho những người phía sau. Tần chính sơ, hiên viên định quốc vừa thấy, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, thậm chí nghiến răng nghiến lợi. Hậu nhân của Kim Cương Đại soái lang Hàn hỏi, ừ, con trai thứ 10 chín của Kim Cương Đại Soái, kiêu ngạo vô cùng. Hiên Viên Định Quốc nói, có vẻ cực kỳ xem thường. Trong rất nhiều đứa con trai của Kim Cương Đại Soái như vậy, người này là không chịu nổi nhất. Chương 3747, đấu trường dưới lòng đất. Lăng Hàn cười, nói, có ân oán cũ, ừ, còn không cạn. Hiên Viên Định Quốc hừ một tiếng, đừng thấy tuổi tác hai người cũng không lớn, nhưng cả hai là con trai của bốn đại soái, bình thường nhận hết ân sủng Giữa bọn họ tất nhiên không có khả năng chịu phục, rất dễ dàng xảy ra xung đột. Mấy người kia là ai? Lăng Hàn nhìn về phía những người ở phía sau Tần Chính Sơ. Người nào cũng sử dụng áo choàng che kín đầu, chỉ có thể nhìn suốt thân cao kinh người, nhưng hoàn toàn không nhìn thấy được dáng vẻ. Điều này rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến, bọn họ đều là người tới tham gia so đấu, mà nếu chỉ là tuyển thủ, Tần Chính Sơ cần khách khí đối với bọn họ như vậy sao? Mấy người tìm chỗ ngồi xuống, vừa khéo là khoảng cách bọn họ với lăng hàn và hiên viên định quốc rất gần hiên viên định quốc người thế nào cũng ở nơi đây ánh mắt tần chính sơ liếc nhìn hiên viên định quốc nói hiển nhiên sau khi hắn phát hiện ra đối phương mới cố ý tìm vị trí bên này ngươi tới được ta lại không thể tới sao nực cười hiên viên định quốc lạnh lùng nói hai người này quả nhiên là oan gia đối đầu vừa thấy nhau liền bắt đầu oán giận với nhau a à, đây là nhân tình mới của ngươi sao tần chính sơ liếc mắt nhìn lăng hàn giọng nói khinh miệt, trực tiếp hát nước bẩn tới. Tần chính sơ, cái miệng này của người thật đúng là tiện. Hiên viên định quốc hừ nói, ha 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 ha, thỏ ra bên kia. Tần chính sơ nhìn về phía lăng hàn nói, tới đây, ra cho người một trăm vạn, người lập tức quăng ra hỏa này đi. Lăng hàn nhìn về phía tần chính sơ, hiên viên định quốc nói không có sai, người này thật đúng là một kẻ miệng tiện, nếu không có quan hệ với kim cương đại soái, hắn sợ rằng đã sớm bị người khác chém chết mấy trăm lần, Ngươi không đến trêu chọc thì cũng thôi, nhưng ta không có khả năng là người nén giận. Đừng nói tần chính sơ, chính là lão tử của hắn cũng là đối tượng lăng hàn muốn đánh ngã. Nếu đã đáp ứng như hoa thanh, hắn nhất định sẽ đánh với kim cương đại soái một trận. Xin lỗi, lăng hàn nhìn chằm chằm vào tần chính sơ, lãnh đạm thản nhiên nói. Yêu, hiên viên, tình nhân mới của ngươi thật lớn. Tần chính sơ hoàn toàn không để ý, tiếp tục nhạo báng, điên cuồng kéo thù hận cho mình. Lăng hàn thoáng động tâm niệm, Huyết khí bạo động, hóa thành một con yêu hầu cực lớn màu bạc, tấn công về phía Tần Chính Sơ. Tần Chính Sơ làm sao có thể ngờ tới Lăng Hàn lại đột nhiên ra tay. Hơn nữa, khí thế đè ép gần như có thể không cần để ý tới khoảng cách, trong nháy mắt liền tới, khiến cho Tần Chính Sơ hoàn toàn không có thời gian chuẩn bị, gương mặt nhất thời trở nên trắng bệch. Sát khí trùng kích, đây là năng lực đặc biệt của Hoán Huyết Cảnh. Tuy rằng hiệu quả đả thương người không phải quá mạnh, nhưng có thể khiến hai tay, hai chân người ta giống như nhũn ra thậm chí trực tiếp nằm úp sấp đến trên mặt đất. Tần chính sơ dù sao cũng là con trai của Kim Cương Đại soái Dù đáng khinh thế nào đi nữa hắn cũng có chút thực lực. Tu vi ngũ biến thế nào cũng không có khả năng bị khí thế của Lăng Hàn trực tiếp làm cho sợ tới mềm nhũng chân. Nhưng cho dù là như vậy, toàn thân hắn cũng run lên. Dù thế nào hắn cũng không dám lại đối diện với hai mắt của Lăng Hàn. a à, ngươi lại có thể hiểu phương pháp của yêu tộc. Một người mặc áo khoác đột nhiên mở miệng, hổ thiếu, hoán huyết tam biến chính là huyết khí ngưng thú hình thành hình thái yêu tộc cũng không có gì ngạc nhiên lại có một người mặc áo khoác nói địa vị của hắn chắc hẳn là thấp hơn một bậc người mặc áo khoác đứng đầu lắc đầu đây không phải là hình thái của hắn mà còn nắm giữ thần uẩn cho nên tuyệt đối không phải là yêu hầu do quan sát tưởng tượng ra mà là tu luyện kỹ xảo tương ứng lang hàn kinh ngạc nhãn lực của người này thật đúng là không đơn giản hắn cũng không tận lực ngưng tụ huyết khí thành thú gì, mà là tự nhiên lại biến thành hình thái yêu hầu. Đây là do hắn tu luyện yêu hầu quyền có phần sâu tới tận xương tủy. Giao ra kỹ xảo ngươi tu luyện, người mặc áo khoác đầu tiên nhìn về phía lăng hàn, thản nhiên nói. Hiên viên định quốc không nhịn được nói xen vào, nói. Ngươi là ai, lại dám bảo huynh đệ ta giao ra kỹ xảo tu luyện. Lớn mật, ngoại trừ hổ thiếu này ra, những người mặc áo khoác khác ai cũng đứng lên, tức giận chỉ tay về phía hiên viên định quốc. Tần chính sơ run rẩy qua đi, vẻ mặt tức giận. Nhưng bây giờ hắn lại lộ ra vẻ tươi cười lạnh lùng. Nếu mấy vị quý khách đã gây sự cùng hai người hiên viên định quốc này, vậy cũng không cần hắn nhúng tay vào. Chỉ cần đứng xem cuộc vui là được, hiên viên định quốc đã từng sợ ai. Ngoại trừ mấy vị hoàng tử thứ hạng sát đầu ra, những người khác hắn hoàn toàn không kinh sợ. Có gì phải sợ, thế nào, bản thiếu còn không thể nói sao. Hiên viên định quốc ngược lại chấn tĩnh, vừa uống rượu vừa thản nhiên nói không cần để ý đến hắn chỉ là kẻ ngu xuẩn không biết sống chết mà thôi hổ thiếu phất phất tay hắn chỉ nhìn chằm chằm vào lăng hàn càng nhớ lại cảnh tượng kia hắn lại càng cảm thấy hình thái yêu hầu tràn ngập linh tính còn có một loại lệ khí và bá đạo tuyệt đối là loại thuộc về thời kỳ thượng cổ vâng hổ thiếu những người mặc áo khoác khác đều nghiêm nghị tuân mệnh hổ thiếu không nói gì thêm chỉ quay về phía lăng hàn mỉm cười không cần phải gấp gáp người này cũng sẽ không bay được bị hắn để mắt tới còn có thể chạy được sao? Tần chính sơ bên kia không lộn xộn, hiên viên định quốc cũng có loại cảm giác một quyền đánh ra lại đánh vào không khí. Hắn cũng không thể xông lên đánh nhau đi, người của hai bên tiếp tục quan sát cuộc chiến, tạm thời bình an vô sự. Cuộc chiến đấu giữa Mã Cửu và Tân Tứ rất nhanh lại kết thúc. Bọn họ đánh vô cùng kịch liệt, rất nhanh lại sôi trào huyết khí, tiến hành va chạm thô bạo nhất. Kết quả vẫn Tân Tứ của Thường Thắng Vương lại một lần nữa giành được thắng lợi si, loại gia hỏa này cũng dám xưng là bất bại. Có người mặc áo khoác cười nhạo nói, không có cách nào, thực lực chỉnh thể của huyền Bắc Quốc quá yếu, có thể có cao thủ gì. Lại có người mặc áo khoác nói, một đám rác thải, bọn họ có cái gì để nói chứ, trực tiếp phát binh đánh xuống, khiến cho bọn họ xưng thần là được. Người mặc áo khoác thứ ba nói, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trong đấu trường nổi giận. Dựa vào, các ngươi nói cái gì đó chương 3748, quát tháo, Lăng Hàn nhìn về phía hiên viên định quốc, hiên viên định quốc cũng nhìn về phía hắn, bọn họ đều hiểu ra, hóa ra mấy người mặc áo khoác này chính là sứ giả của Việt Triều. Chỉ không biết hổ thiếu này có phải là tên hoàng tử kia hay không? Thế nào, các ngươi vẫn không phục, một người mặc áo khoác đứng lên, nhìn mọi người, ở Việt Triều chúng ta, tiểu hài tử 3 tuổi cũng cường đại hơn so với hai đống cặn bã kia gấp trăm lần. Việt Triều, có vài người cảm giác như nằm mộng, đây là thế lực gì, nhưng cũng có vài người nghe nói qua, sắc mặt không khỏi trở nên được thận trọng. Chuyện này một khi ẩm ý lên, có khả năng chính là sự kiện ngoại giao nghiêm trọng. Hơn nữa, thực lực Việt Triều chắc hẳn là vô cùng khủng khiếp. Tùy tiện phái một hoàng tử tới chính là tu vi khai khiếu cảnh. Nhất thời có rất nhiều người ngồi xuống, lựa chọn ngồi bàng quang. Trời này sập xuống không phải còn có người vóc dáng cao chống đỡ sao. Mình không cần thiết làm con chim đầu đàn, nhanh nhận sai đi quy xuống tới nhận sai, lại dám ở đế đô nói khoác không biết ngược. các ngươi là từ nông thôn nào chạy đến đây? người không biết nội tình lại kêu lên. bọn họ đều là nhị thế tổ, khi dễ một vài người bên ngoài tất nhiên chỉ là chuyện nhỏ. vèo một người mặc áo khoác nhảy ra ngoài. ầm 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 quyền cước đều đánh ra. ngay lập tức liền nhìn thấy có bóng người bay tán loạn. đám nhị thế tổ vừa kêu gào nhất thời bị đánh bay ra ngoài. dựa vào lại dám động thủ, có nhiều người nổi giận. Mấy người các ngươi từ bên ngoài chạy đến đế đô tới, lại còn dám quát tháo. Một đám đống cặn bã, có năng lực đánh sao? Người mặc áo choàng này nhìn qua một vòng, cuối cùng hắn đi tới lôi đài, nhảy vào trong, tới đây, không phục lại lên đây, nhìn lang ca thu thập các ngươi như thế nào. Bắt hắn lại, quá kiêu ngạo, lập tức có người không nhịn được, nhảy lên lôi đài. Ầm, chỉ là hai chân hắn còn chưa có đứng vững, liền bị một cước đạp bay xuống, nặng nề đập vào bức tường đối diện cứng rắn đập xuống một lỗ thủng nhất thời tràn ra rất nhiều máu tươi toàn thân hắn cũng không động đậy nữa không biết là chết hay sống sỉ nhục điều này làm cho một số người lại làm cho nhiều người khác nổi giận lập tức lại có người nhảy lên lôi đài ầm um, hắn cũng bị kết cục lập tức đánh bay ra nặng nề ngã trên mặt đất chỉ thấy ngực hắn lộ ra năm vết thương hình như là bị lợi chảo xé ra lang ca đã nói các ngươi không một người nào có thể đánh người mặc áo khoác tự xưng là lang ca này nói ha ha, tiểu lang thật uy vũ, dù sao hắn cũng là một trong hai mươi người đứng đầu thế hệ trẻ của Việt Triều chúng ta. Một người liền đủ để quét ngang võ giả cùng dai trong hoàng triều yếu ớt này. Mau mau mau, những cặn bại yếu ớt, không có người nào có thể lên sao. Ngoại trừ hổ thiếu gia, đám người mặc áo khoác khác đều kêu lên, cực kỳ kiêu ngạo. Mọi người lại giận dữ, thứ nhất lang ca này quả thực rất mạnh, thứ hai thiên tài đế đô vừa rồi không có chuẩn bị, ở đây nào có mấy người có thể đánh nhanh đi tìm người, đúng, không thể để cho bọn họ lớn lối như vậy được. Thật sự cho rằng đế đô chúng ta không có người sao. Không ít người lập tức lấy quang não tiến hành liên hệ với bằng hữu. Lang ca cười hắc hắc, nói, các ngươi không phải có một người được xưng yêu nhiệt ép trời sao. Tên cái gì Hồng Thiên Lượng, bảo hắn đi ra, xem lang ca trấn áp hắn thế nào. Đó là Hồng Thiên Bộ, hừ, nếu như Hồng Thiên Bộ ra tay, người sẽ bị lập tức bị đánh thành đống cặn bã. Mọi người lập tức phản bác, vậy bảo hắn ra tay đi. Lang ca tiếp tục khiêu khích, hừ, hồng thiên bộ đang đi thám hiểm di tích cổ, không đếm xỉa tới loại nhân vật nhỏ giống như ngươi. Có người nói, phi, không dám hiện thân cùng lang ca đánh, lại có gì để nói. Lang ca cười diễu cợt nói, đúng, còn có một hồng thiên bộ thứ hai, gọi. Lang hàn đúng không, gọi hắn qua, xem lang ca đánh cho hắn gọi ra ra thế nào. Hiên viên định quốc không khỏi nhìn lại về phía lang hàn chính chủ lại ở trong này cẩn thận lập tức bị làm thịt lang hàn lại nhàn nhã uống rượu cơn giận của hắn đã dâng lên nhưng còn chưa có đạt đến mức bạo phát ta tới tiếp ngươi một tiếng kêu nhỏ vang lên chỉ thấy một người trẻ tuổi đã nhảy lên lôi đài ta là hoán huyết ngũ biến không tính là khi dễ ngươi là mãn hoành thắng có người lập tức nhận ra được hắn thiên tài của mãn gia tuy rằng bị dừng lại ở ngũ biến đỉnh phong rất nhiều năm nhưng rèn luyện ra chiến lược cường đại toàn lực bạo phát, sẽ không thua kém hơn so với nhất cốt là bao nhiêu. Như vậy chắc hẳn có thể đánh ngã tên gia hỏa kiêu ngạo kia. Lang ca lại vươn tay ra, cách áo choàng ngoắc ngón tay, vẫn vô cùng khinh thường. Tiếp chiêu, mãn hoành thắng trực tiếp sôi trào huyết khí, kích phát thực lực của mình đến mức tận cùng, sau đó xông về phía lang ca. Lang ca triển khai thân hình né tránh, rõ ràng lôi đài chỉ có chút không gian như vậy, nhưng hắn lại nhảy lên, di chuyển na di hắn nhiều lần tránh thoát khỏi công kích của mãn hoành thắng. Tất cả mọi người chấn động kinh ngạc, điều này thật khoa trương, không sôi trào huyết khí cũng có thể tránh thoát bạo phát như vậy sao? Chỉ là nhìn dáng vẻ lang ca này lao tới lao lui, thế nào lại thật sự giống như một con sói? Chỉ có điều, thực lực của mãn hoành thắng quả thực không tầm thường, lại thêm huyết khí sôi trào. Sau hơn 10 chiêu, cuối cùng hắn đã dồn lang ca đến chỗ chết, khiến cho lang ca chỉ có hai lựa chọn, hoặc là cứng rắn chống đỡ, hoặc là nhảy xuống lôi đài. Hừ, thật sự cho rằng Lang Ca sợ ngươi sao? Lang Ca giống lên một tiếng, một cảnh tượng kinh người xuất hiện, thân thể hắn đột nhiên lớn lên một vòng, khiến áo choàng cũng chống đỡ không nổi, có chút biến hình, toàn thân tản ra khí tức đáng sợ. Ầm, um, hai tay hắn đẩy ra, cùng Mãn Hoành Thắng va chạm. Mãn Hoành Thắng thoáng lộ ra một nụ cười chiến thắng, hắn lại là Ngũ Biến Đỉnh Phong, thêm sôi trào huyết khí, hiện tại lực lượng này kinh khủng tới mức nào? nhưng nụ cười của hắn còn cưa a à có tản đi, ánh mắt lại trở nên kinh hãi vô cùng, toàn thân đã bị chấn động bay ra ngoài. Vút, hắn nặng nề ngã xuống đất, hai tay, hai chân mở ra thật lớn, lại không có cách nào nhúc nhích. Quá yếu, lang ca cười quái dị nói, thân hình run lên, thân thể lớn lên đã thu lại kích thước ban đầu, chương 3749, Hồng Thiên Lượng Bại. a à, lang hàn kinh ngạc, vừa rồi lang ca rõ ràng cũng bạo phát, mặc dù không có thể hiện huyết khí ra, nhưng huyết khí một khi sôi trào, đó chính là không thể bỏ dở. Vì sao người này lại có thể dừng lại trên đường? Điều này chẳng phải có ý nghĩa, hắn còn có thể bạo phát lần thứ hai, lần thứ ba thậm chí trăm lần. Còn có ai, thân hình lang ca nhảy ra, một chân dẫm lên trên ngực mãn hoành thắng, nhìn lướt về phía mọi người một vòng. Tất cả đều là đống cặn bã, một người có thể đánh cũng không có. Lang ca thực sự uy vũ, âm thanh vuốt mông ngựa lại vang lên, mọi người thấy vậy, lại thiếu chút nữa tức giận muốn xông tới giết người. Người này lại là Tần Chính Sơ, ngươi là người của huyền Bắc Quốc, cha ngươi còn là một trong bốn đại soái, nhưng ngươi lại có thể ngang nhiên nịnh nọt ngoại bang, còn có phẩm hạnh gì đáng nói sao? Tần Chính Sơ, ngươi thật sự làm cho ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Hiên viên định quốc không nhịn được diễu cợt nói, hiên viên, Người đây là không ăn được nho nói nho chua. Ngươi đố kỵ ta cùng với hổ thiếu kết giao bằng hữu. Tần Chính Sơ chẳng biết xấu hổ nói hiên viên định quốc tức giận đến mức run rẩy chỉ trích nói kim cương đại soái làm sao có thể sinh ra hậu địa không chịu nổi giống như ngươi ngươi quá kiêu ngạo lang ca chỉ vào hiên viên định quốc nói tần ca là bằng hữu của hổ thiếu chúng ta ngươi sỉ nhục tần ca chính là sỉ nhục hổ thiếu chúng ta tới đây tới đây xem lang ca thu thập ngươi như thế nào hiên viên định quốc lại hư một tiếng hắn là thân phận gì nhị thế tổ cao cấp nhất của huyền bắc quốc hiện tại lại có thể bị người ta khinh bỉ như thế bảo hắn làm thế nào nhận được chỉ có điều hắn là cực cốt cảnh đối phương lại chỉ là hoán huyết cảnh hắn thắng thì được gì hiện tại đã diễn ra va chạm thăng cấp đến trình độ hai nước hắn dựa vào cảnh giới thắng được cũng không có hào quang gì nếu bị thua vậy càng mất mặt hơn không thể nói là không có khả năng bại bởi vì hắn vừa đột phá tuy rằng các hạng năng lực đều có nâng cao rất lớn nhưng dù sao còn không có vững chắc cảnh giới Chiến lực so với thời điểm ngũ biến đỉnh phong, tối đa tăng lên gấp đôi. Lang ca này mạnh đến mức biến thái, hắn hoàn toàn không có thắng nắm chắc. Ta cũng không có ý định nghỉ lớn hiếp nhỏ, Hiên Viên Định Quốc lạnh lùng nói, lấy lý do này để cự tuyệt chiến đấu. Phi, phế vật, Lang ca hừ một tiếng, chẳng qua là người hoang dã không khai hóa, có cái gì tốt để đắc ý. Một âm thanh lạnh lùng truyền tới, chỉ thấy một nam tử cũng đi nhanh tới. Hồng Thiên Lượng, nhất thời, người người hưng phấn hồng thiên lượng tới tuy rằng ở trên cuộc so tài săn bắn hắn bại bởi lăng hàn nhưng hoàn toàn không thể phủ nhận sự cường đại của hắn hơn nữa nhiều ngày qua như vậy có lẽ hắn đã mạnh hơn rất nhiều đang lúc mọi người chờ mong hồng thiên lượng bước lên lôi đài hổ thiếu liếc mắt nhìn hồng thiên lượng mắt không khỏi nhất thời sáng lên người này có chút thực lực tiểu lang hổ thiếu nói người này có chút thực lực có người mặc áo khoác lập tức kêu lên lang ca cười hắc hắc Vậy ta liền lấy ra bảy phần thực lực đi đối phó hắn. Hồng Thiên Lượng càng lúc càng trầm ổn, bằng không hắn nghe được câu này tất nhiên sẽ nổi giận. Nhưng nhiều lần bại ở trong tay của Lăng Hàn, khiến cho tính cách của hắn cũng có biến hóa rất lớn. Hắn chỉ chuyển hai tay thành dạng chảo, phía sau có huyết khí màu bạc di chuyển. Hắn đã tiến vào tam biến, tốc độ tiến cảnh thật kinh người, theo một ca ca yêu nghiệt, thực lực lại có thể tăng như bão táp sao? Hồng Thiên Lượng lập tức sôi trào huyết khí, ầm huyết khí ngưng thú, hóa thành một con hổ trắng, ở nơi đây lặng lẽ phát ra tiếng rít gào. Nhưng mỗi người lại cảm giác linh hồn mình đều đang run rẩy, không nhịn được muốn nằm xuống. Quả nhiên, có chút thực lực, thân thể lang ca cũng tăng lên một vòng. Chỉ có điều, người lại dám ngưng tụ thành hình hổ, thực sự to gan lớn mật. Vèo, hắn nhảy một cái trở lại lôi đài, chủ động xông về phía Hồng Thiên Lượng. ầm ầm ầm, hai người chiến đấu kịch liệt, nhưng Hồng Thiên Lượng lập tức lại rơi xuống hạ phong. Không có cách nào, hắn chỉ là tam biến ở trên lực lượng nguyên thủy kém hơn so với lang ca quá nhiều dưới huyết khí sôi trào bạo phát vậy lại càng kém hơn nhiều ngươi lại chỉ có chút thực lực như vậy sao lang ca có chút thất vọng nói không thiên lượng không hề dao động chỉ là hừ lạnh một tiếng ầm um, trên hai tay của hắn lập tức có một tầng ánh sáng màu xám quấn quanh a à, năng lượng cấp độ cao lúc này lang ca mới lấy làm kinh hãi ở trong huyền bắc quốc lại còn có người có thể sử dụng năng lượng cấp độ cao hắn thấy, trong quốc gia lạc hậu như vậy, hẳn cũng không có người nào có thể chạm đến lĩnh vực này. Chỉ có điều, người còn kém xa lắm, lang ca hét dài một tiếng, hai tay vung vẩy, cũng có ánh sáng rực rỡ chấp động. Hồng thiên lượng nhất thời kinh sợ, đối phương lại cũng có thể hấp thu năng lượng cấp độ cao. Phải biết rằng, thậm chí ngay cả yêu nghiệt lang hàn này cũng không biết. ầm um, hắn không chút do dự cùng đối phương liều mạng, phân ra cao thấp. Năng lượng màu xám trên tay hắn rất nhanh đã bị chấn động tới mức tán loạn. Lang ca lại thừa thắng truy kích, một đòn đánh hồng thiên lượng bay ra khỏi lôi đài. Tất cả mọi người im lặng không phát ra một âm thanh nào. Ngay cả hồng thiên lượng cũng bị thất bại thảm hại, trong hoán huyết cảnh còn có ai có thể địch nổi lang ca này sao? Ha ha ha, ha 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 ha, lang ca cười một cách điên cuồng, đúng là là một người không ai bị nổi, một kẻ kiêu ngạo. Gào cái quỷ gì chứ? Không biết mình giống sói chu, rất khó nghe sao? Lang Hàn ung dung nói, ở trong hoàn cảnh yên tĩnh này, lời hắn nói lại có vẻ đặc biệt đột ngột nhất thời ánh mắt mọi người đều về phía lăng hàn nhìn lại lăng hàn để chén rượu xuống bất chợt đứng lên lại là ngươi lang ca nhìn chằm chầm vào lăng hàn ánh mắt sáng quắc lăng hàn cười nhạt nói thế nào mới vậy đã nhớ ta sao ba hoa lang ca hừ một tiếng ngoắc ngoắc tay nói lên đây xem lang ca thu thập ngươi như thế nào lang hàn nhảy lên lôi đài giãn gân cốt nói hy vọng ngươi ra thô thịt dày một chút chịu đánh được một chút. Lang ca giận dữ, người còn chưa có đánh lại lớn lối như vậy, thật đáng ghét. Hắn không nhịn được, lập tức vọt về phía lăng hàn. chương 3750, yêu tộc 1. Hồng Thiên Lượng lập tức lộ ra vẻ quan tâm, mặc dù không có nhìn thấy được mặt của Lăng Hàn, nhưng hắn đối với âm thanh của Lang Hàn có thể nói là đã khắc sâu, lập tức liền nhận ra được. Tâm tình của hắn lúc này hết sức phức tạp, hắn hy vọng Lăng Hàn có thể thắng, bởi vì đoàn người Lang Ca là người Việt Triều, trời sinh đối địch nhưng nếu như lang ca bị lang hàn đánh bại trong lòng hắn lại sẽ không vui bởi vì hắn thất bại ầm lang hàn hoàn toàn không có chút sợ hãi nào một quyền cứng rắn đánh về phía trước kinh lực bắn ra bốn phía hai người vươn cánh tay ra đều không nhúc nhích hợp lại một thế lực ngang nhau cái gì những người mặc áo khoác đều lộ ra vẻ kinh ngạc cho dù là hổ thiếu cũng đứng thẳng người bọn họ tất nhiên biết lang ca là tu vi ngũ biến hơn nữa lấy huyết mạch cường đại của bọn họ lực lượng vượt xa so với ngũ biến bình thường nhưng lang hàn rõ ràng chỉ là tam biến huyết khí này rất rõ ràng màu bạc tinh khiết có nghĩa là đạt tới tam biến đỉnh phong nhưng tam biến lại có thể có thể chống lại ngũ biến điều này còn có thiên lý sao lấy yếu thắng mạnh không phải là chuyện chỉ có bọn họ mới có thể làm được sao nhân tộc coi thường ngươi rồi lang ca lập tức hét lớn một tiếng veo veo veo, veo hai tay hắn vung lên rất nhanh lại phối hợp với thân hình hắn cong lên, đã hoàn toàn không giống người, mà là một con sói hoang. Giấu đầu lộ đuôi, hiện ra mặt mũi thật cho ta. Lăng Hàn triển khai yêu hầu quyền, một quyền đánh ra. Lực quyền ngưng tụ thành một con yêu hầu, khí phách vô song, giống như có thể trấn áp thiên địa. Cái gì, hổ thiếu lập tức trở nên kích động, lang ca lại giận dữ. Chính ngươi cũng mang theo mặt nạ, còn dám chỉ trích ta giấu đầu lộ đuôi. Hắn hét lớn một tiếng, cùng lăng hàn va chạm một tc cảnh tượng kinh người xuất hiện kinh khí đánh ra yêu hầu này giống như sống lại cứng rắn cắn nuốt kinh khí do lang ca đánh ra sau đó tiếp tục lao tới ầm lang ca nhất thời bị đánh bay áo choàng nổ tung hiện ra mặt mũi thật của hắn áo choàng của lang ca nổ tung hiện ra mặt mũi thật lại khiến cho tất cả mọi người há hốc miệng bọn họ nhìn thấy gì đây là một người sao lang ca khoác áo choàng không có người nào nói hắn không giống người chỉ là khi lật ra tranh lệch này lại quá lớn bởi vì hắn lại có thể có một cái đầu sói. Không chỉ như vậy, toàn thân hắn cũng đầy lông, năm đầu ngón tay sắc bén, tản ra hàn quang. Khó trách toàn thân trước đó đều bao phủ ở trong áo choàng. Hơn nữa người bị hắn thương tổn giống như bị lợi chảo xẹt qua, bởi vì đây là sự thực. Cái gì, lại là một con sói, nhưng sói làm sao có thể nói. Hơn nữa, hắn thế nào lại giống như là một con người vậy. Tiếng mọi người kinh ngạc kêu lên bốn phía, Ai có thể nghĩ tới trong xứ giả Việt Triều lại có một con sói? Người sói sao? Lăng Hàn cũng kinh ngạc. Người thành tinh, nhưng yêu thú hoán huyết cảnh tuy rằng từng trải dịch chuyển trình độ sinh mạng cực lớn, chắc hẳn vẫn không đến mức biến thành trồm người, mở miệng thốt ra tiếng người chứ. Hắn trực tiếp hỏi, người uống thuốc gì, lại có thể biết nói. a à, làm sao người biết ta ăn quả biến hóa? Con người sói này cảm thấy kỳ quái hỏi. Lăng Hàn cười, nói, ta không biết, là ngươi nói cho ta biết người sói sờ sờ cái đầu lông xù không khỏi lộ ra vẻ mặt vẻ áo não hóa ra là hắn nói lỡ miệng lăng hàn lắc đầu tuy rằng thoạt nhìn giống người nhưng chỉ số thông minh vẫn không thể nào tăng lên đáng giận đừng tưởng rằng ngươi thắng người sói hét lớn một tiếng toàn thân hắn bắt đầu tăng lên giống như thổi khí lớn hơn đủ một vòng hắn xôi trào huyết khí tiến vào trạng thái bạo phát thật đúng là không bình thường lăng hàn cũng không xôi trào huyết khí hắn chỉ có một lần cơ hội bạo phát, duy trì liên tục 10 phút. Người sói này hiển nhiên không đáng để hắn bạo phát, hắn triển khai thân hình, triển khai phi toa bộ, tốc độ lao tới gấp 2 lần tốc độ âm thanh. Cho dù muốn né tránh công kích cực cốt cảnh cũng không tính là vấn đề hóc búa. Tốc độ của hai người đều cực nhanh, điện quang thạch hỏa, khiến cho mắt người cũng khó có thể nắm bắt được. Mọi người nhìn đều thấy hoa cả mắt, trước đó người sói không sôi trào huyết khí, lại có thể chống đỡ công kích mãn hoành thắng ở dưới trạng thái bạo phát nhưng bây giờ hắn bạo phát lại căn bản đánh không chúng lăng hàn một sự so sánh như thế có thể cho thấy lăng hàn cường đại tới mức nào a à, nam nhân đeo mặt nạ này là ai cũng quá mạnh đi phải biết rằng ngay cả hồng thiên lượng cũng thua ở trong tay người này người sói nhiều lần không có cách nào đánh chúng lăng hàn không khỏi hét lớn nhân tộc ngươi là con chuột sao thế nào chỉ biết chạy vậy lăng hàn cười nhạt trong lòng hắn thầm nghĩ ngươi không có nhìn thấy con yêu chuột ở bãi săn bắn kia nếu như thấy con yêu thú này, còn dám nói những lời này, vậy ta thực sự phải nói ngươi là hán tử. Hắn không có để ý tới, sau khi kéo dài khoảng cách, hai tay hắn liên tục vung vẩy. Phụt phụt phụt, kinh khí đánh vào trên thân của con người sói, nhưng ngay cả lông cũng không có rơi lấy một sợi. Nhân tộc ngu xuẩn, sau khi ta bạo phát, không chỉ lực lượng, tốc độ cũng tăng vọt. Cho dù là phòng ngự cũng vậy, các người sôi trào huyết khí là có thể so sánh sao. Người sói ngạo nghễ nói tất cả mọi người không cam lòng. Người sói này động một chút là nhân tộc các ngươi nhân tộc các ngươi hoàn toàn là phóng đại chiêu kéo thù hận. Vị đại ca này, nhanh chóng giết con yêu lang này, ta mời ngươi uống rượu. Có người nhìn về phía lăng hàn kêu lên, ta cũng mời ngươi uống rượu, từ nay về sau, ngươi chính là bằng hữu của Ngưu khải ta. Ta giới thiệu tỷ tỷ của ta cho ngươi, lăng hàn liếc mắt thoáng nhìn người muốn hắn làm em rể, không khỏi sợ run cả người. Xin nhờ, mặt ngươi giữ tợn, vạm vỡ giống như là khối đá lớn, thực sự rất khó tưởng tượng ra dáng vẻ tỉ tỉ của ngươi thế nào. Đã chết, người sói vung trào lên, nhất thời từng ánh sáng màu đen bám vào trên kinh khí, quét về phía lăng hàn. Công kích kèm theo năng lượng cấp độ cao, vô cùng đáng sợ. Chỉ là, đánh không chúng người thì có ích lợi gì. Lăng hàn hừ một tiếng, ngươi lại biết, hắn cũng lấy niệm lực khai thông năng lượng cấp độ cao. Trên hai tay lập tức bao phủ một tầng năng lượng màu vàng. ầm, um, một quyền đánh ra, năng lượng màu vàng kèm theo kinh lực đánh ra. Người sói vung chảo tấn công, chương 3751, yêu tộc 2. ầm ừ, hai năng lượng va chạm vào nhau, trên tay người sói lập tức bắn ra máu tươi, nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, cho dù là hổ thiếu cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Điều này có nghĩa là, lăng hàn dẫn động năng lượng cấp độ cao vượt qua người sói. Sao có thể như vậy được, chỉ là nhân tộc, làm sao có thể mạnh như thế? Hồng Thiên Lượng cũng há hốc miệng, Chấn động kinh ngạc đến không nhịn được. Lăng Hàn lại có thể nắm giữ năng lượng cấp độ cao, hơn nữa còn trâu bò như vậy, đây là điều hắn có thể kiêu ngạo, nhưng còn bây giờ thì sao? Niềm kiêu ngạo của hắn lại bị đánh tan, hắn còn có điểm nào có thể so sánh cùng Lăng Hàn. Lăng Hàn gào to một tiếng, không ngừng ra quyền, veo veo veo, kinh khí điên cuồng gào thét, ánh sáng màu vàng đan xen vào. Bây giờ lực lượng của người sói vượt qua Lăng Hàn nhưng tốc độ vẫn chỉ hơn vận tốc âm thanh, không lên tới gấp 2 lần. Điều này có nghĩa là Lang Hàn có thể dễ dàng tránh thoát công kích của hắn. Nhưng công kích Lang Hàn đánh ra thì sao? Khó khăn, có vài lần hắn tránh được, có vài lần hắn tránh không được, kinh lực kèm theo năng lượng màu vàng với sức mạnh vô địch, có thể dễ dàng xé rách phòng ngự của hắn. Như thế hắn chỉ có chịu đòn bị thương không có cách nào đánh trả. Đánh như vậy có bao nhiêu ủy khuất, người sói gầm thét giận dữ nhưng điều này hoàn toàn không có thể thay đổi được kết cục hắn bị điên cuồng đánh bẹp chỉ là hắn rất dẻo dai giống như là một chiến sĩ trời sinh không chiến đấu đến lúc mệt mỏi hết lực không chiến đấu đến khi chảy hết một giọt máu tươi cuối cùng hắn tuyệt đối sẽ không ngã xuống cho dù là lăng hàn cũng không khỏi dâng lên vài phần bội phục nhưng hắn lại không chút lưu tình lấy thế bẻ gãy nghiền nát đánh bại người sói ầm ừ, người sói bay ra khỏi lôi đài nằm ở trên mặt đất không có cách nào đứng được bội phục là một chuyện nhưng lập trường khác nhau lăng hàn tất nhiên cũng không có đạo lý nào nhường hắn tốt lắm đánh chết hắn đi ai bảo ngươi ngang ngược tất cả mọi người gào lớn trước đó người sói vừa chiến liền thắng ép tới bọn họ cũng không thở nổi hiện tại lăng hàn đánh bại người sói tất nhiên khiến cho bọn họ nhảy cẫng lên hoan hô tiểu lang người mặc áo khoác đều vọt ra ngoài nâng người sói quay về phát hiện hắn chỉ bị chút tổn thương da thịt kiệt sức ngất đi bọn họ mới nhất thời yên lòng ngươi là người nào một người mặc áo khoác nhảy lên lôi đài tháo mặt nạ xuống hắn ngược lại cũng không để cho lăng hàn trả lời đã đưa tay lên kéo xuống áo choàng nhất thời rơi xuống đất đây cũng không phải là một nhân loại tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn rất giống lại mọc ra một cái đầu dê còn có hai cái sừng nhỏ tản ra hàn quang giống như kim loại vậy việt triều chính là hoàng triều yêu thú tạo thành sao ở trong lòng lăng hàn lập tức lắc đầu đường đường là nhân loại linh của vạn vật làm sao có thể thần phục với dưới yêu thú người có thể đánh thắng ta tất nhiên có thể vạch trần mặt nạ của ta dựa vào bản lĩnh đến đây đi hắn thản nhiên nói nhân tộc thật cuồng người dê có vẻ rất phẫn nộ hai chân bắn ra ầm um, hắn bạo phát ra tốc độ nhanh tới mức kinh người a à, hắn rõ ràng là hoán huyết cảnh thế nào tốc độ này lại đạt tới gấp hai lần tốc độ âm thanh lăng hàn ngưng quyền đánh về phía đối phương ầm um, hai người đánh nổ một cái ai cũng đều bị đẩy lui ở trên phương diện lực lượng khó phân cao thấp trở lại, người dê quát, một quyền của hắn, không, một chân đá tới, bao phủ một lớp năng lượng giống như bụi mưa lất phất. lang Hàn triển khai yêu hầu quyền, cùng người dê va chạm. Âm, um, âm, um, âm, um, lang Hàn dùng tới lực lượng trồng 20 tầng, năng lượng cấp độ cao quấn ở trên nắm đấm của hắn, một tát đánh vào trên chân của người dê. Ánh sáng rực rỡ chấp loạn, cái này vừa có lực lượng nguyên thủy va chạm, cũng có năng lượng cao tầng đánh nổ. Từng chiêu từng thức này đều không có bất kỳ hoa chiêu nào, hoàn toàn là dùng lực mạnh đối đầu thành tựu của lăng hàn ở trên phương diện yêu hầu quyền đã tiến thêm một bước trong một quyền đánh ra có ảo ảnh một con yêu hầu xuất hiện mở miệng hút một cái cuối cùng lại phát sinh hiệu quả hấp thu đôi với năng lượng cấp độ cao của người dê cho dù yêu thú trời sinh ra thô thịt dày vốn có thể chiếm ưu thế ở trên phách nhưng bây giờ vẫn bị lăng hàn đánh cho chân cũng gãy ra máu tươi cuồn cuộn chảy ra bị đau người dê này càng cuồng bạo hơn hắn liên tục gầm lên giận dữ thân thể nhất thời lớn hơn một vòng. Hắn bạo phát, dương giác trùng, hắn giống to một tiếng, đầu hơi nghiêng về phía trước, sau đó vọt về phía lăng hàn. ầm dưới hai chân phát lực, hắn bạo phát ra tốc độ kinh người. Gấp 2,5 lần, con yêu dê này vốn lại lấy tốc độ tăng trưởng, cho dù hóa thành hình người vẫn là vẫn duy trì ưu thế này. Nói cách khác, cho dù dưới huyết khí sôi trào bạo phát, hoán huyết cảnh cũng không có khả năng đạt được gấp 2 lần tốc độ âm thanh, huống gì là đạt được 2,5 lần sợ ngươi sao? Lang Hàn lãnh đạm thản nhiên, tần suất công kích triển khai, đánh về phía đầu dê. âm um, dưới va chạm, nhất thời hình thành sóng công kích khủng khiếp, chấn động về phía bốn phương tám hướng, lại thêm âm thanh gấp hơn hai lần vận tốc âm thanh, điều này quá kinh khủng. chỉ thấy bàn ghế bình rượu đều bay ra, đắp về phía tường hai bên. Dương quân thắng, người của Việt Triều đều thăm dò. nếu như ngay cả Dương quân cũng không thể giải quyết được nhân tộc này, vậy sẽ hình thành công kích quá lớn đối với bọn họ chắc hẳn là thắng chiêu sông tới này của dương quân này vốn vô cùng đáng sợ hơn nữa lại thêm dưới tình trạng bạo phát ngay cả đối với nhất cốt cũng đủ để tạo thành uy hiếp chí mạng huống gì chỉ là hoán huyết cảnh chỉ có điều có thể ép dương quân đến phân thượng này nhân tộc này cũng không phải hoàn toàn không có năng lực có tư cách làm một người hầu cho hổ thiếu những người mặc áo khoác đều gật đầu giống như làm người hầu cho hổ thiếu là một chuyện vô cùng vinh quang cái gì mà khi bụi bắm tan hết bọn họ lại phát hiện Dê quân đã ngã trên mặt đất, đầu đầy máu tươi, một cái sừng còn bị đánh bay, khiến cho một cái sừng khác có vẻ vô cùng cô đơn. Chuyện này, dưới một đòn dương quân bạo phát ra tất cả chiến lực, ngược lại làm cho bản thân bị gãy một cái sừng. Lăng Hàn thì sao, ách, tuy rằng lòng bàn tay quả thực chảy máu, lại đứng vững vàng, hình như không có dấu hiệu chống đỡ hết nổi ngã xuống. chương 3752, xà nữ, nói cách khác, trận chiến thứ hai Lăng Hàn cũng toàn thắng còn có người nào càng lợi hại hơn sao? Lăng Hàn vừa thản nhiên nói, vừa nhìn về phía người của Việt Triều. Những lời này rất thể hiện, nhưng khí thế ép hai trận thắng liên tiếp, lại làm cho nhiệt huyết của mọi người xung quanh đều sôi trào. Ai nói nhân tộc yếu hơn yêu tộc, nhìn đi, đây là chứng cứ rõ ràng. Đám người hổ thiếu đưa mắt nhìn nhau, tuy rằng trong bọn họ còn có cấp bậc ngũ biến, nhưng chiến lực của người đó cũng không quá người sói, người dê, khẳng định không phải là đối thủ của Lăng Hàn. Phải biết rằng, nhân tộc này vẫn chưa dùng tới huyết khí sôi trào. Ta đến đây, một người mặc áo khoác đi ra, sau đó đưa tay kéo áo choàng xuống, hiện ra một gương mặt mỹ lệ lại quyến rũ. Đây đúng là một nữ tử, trước đó, toàn thân nàng đều bao phủ ở trong áo choàng, đừng nói là mặt, ngay cả dáng người cũng không nhìn thấy được, tất nhiên không thể phân biệt được giới tính. Nhưng bây giờ áo choàng vừa được kéo xuống, ánh mắt mọi người hất thời sáng lên. Nữ tử này không chỉ mỹ lệ kinh người, hơn nữa dáng người tuyệt đẹp, hình như yếu ớt không có lực gờ, khiến người ta muốn kéo tới cẩn thận tỉ mỉ che chở. Xa nữ, tuy rằng nàng không mọc một cái đầu rắn, nhưng có thể nhìn thấy được ở phần cái cổ, cánh tay lộ ra, trên da thịt đầy mảnh vảy. Nhất là thân hình giống như rắn nước này, thực sự chỉ bằng một nắm tay. Cho dù mọc đầy mảnh vảy màu xanh cũng không khiến cho người ta buồn nôn, chỉ cảm thấy sự loại khác này tràn ngập quyến rũ. Ta là xà loạn âm, xà nữ này nói, hai cánh tay rung lên, trong mỗi tay đã có thêm một thanh trường kiếm sáng loáng pháp khí không gian lăng hàn có chút kinh ngạc ở huyền bắc quốc cho dù là nhị thế tổ như hiên viên định quốc cũng không có pháp khí không gian chỉ có thể mượn ca ca tỷ tỷ lớn tuổi hơn có thể thấy được đồ này là chân quý và hy hữu tới mức nào nhưng trên người xà nữ này lại có một cái pháp khí không gian chắc hẳn sẽ làm rất nhiều nhân vật lớn đều động tâm lăng hàn không hề động đậy chỉ ngoác ngoác ngón tay nói tới chiến đấu một khi đứng ở mặt đối lập với hắn, vậy không phân biệt nam nữ, đều là kẻ địch của hắn. Xà nữ cầm trường kiếm xông ra, chém qua về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn lấy ra năng lượng thạch, bảo vệ ở trên hai nắm đấm của mình, sau đó cùng trường kiếm va chạm. Đinh đinh đinh, vừa tiếp xúc, hắn lại nhíu mày. Bởi vì lực lượng của đối phương quá cường đại, ta là tu vi nhị cốt. Xà nữ nói, một kiếm chém ra, có hàn quang đặc biệt chấp động. Nàng cũng vận dụng năng lượng cấp độ cao, bám vào ở trên thân kiếm, khiến cho kiếm nắm giữ lực phá hoại càng kinh người hơn lăng hàn giơ hai tay đón nhận hắn chỉ cảm thấy năng lượng thạch đã tiêu hao cực nhanh một kiếm chém qua lại cơ bản đã tiêu hao hết kém một cảnh giới lớn bất kể người có tích lũy thế nào cũng tụt lại phía sau ta làm thế nào địch nổi được xa nữ nói đầu lưỡi vừa dài vừa nhỏ còn tách cất giữ đặc trưng của loài rắn quét một kiếm lại chém tới lăng hàn không tiếp tục cứng rắn đón đỡ điều này tiêu hao đối với lực tinh thần quá lớn hắn lấy ra đoạn kiếm gãy. Nếu ngươi sử dụng binh khí, ta tất nhiên cũng không cần khách khí. Hai người va chạm vào nhau, kiếm khí chói mắt, phụt phụt phụt, bất kể là kiếm khí của ai đều nắm giữ lực phá hoại vô cùng đáng sợ. Trên tường nhất thời hiện ra từng vết rạch, thời điểm đấu trường dưới lòng đất này được xây dựng, thiết kế cũng chỉ suy tính tới cường độ chiến đấu của thông mạch và hoán huyết cảnh. Nhưng bây giờ trước sau khi trải qua mấy trận chiến đấu lại đạt tới cực cốt cảnh, xà nữ còn là tồn tại nhị cốt, lực phá hoại còn muốn vượt quá nhị cốt. Ở dưới đại chiến như vậy, đấu trường dưới lòng đất lộ dấu hiệu lung lay sắp đổ. Người thực lực yếu đã sớm rời khỏi đó, nhưng vẫn có rất nhiều người còn đang quan sát cuộc chiến. Bọn họ tin tưởng cho dù ở đây sụp xuống, mình cũng có thể phá, lao ra ngoài, sẽ không bị đè chết ở phía dưới. Tay phải của lăng vung kiếm, tay trái lại ngưng tụ thành quyền. Yêu hầu quyền được triển khai, hắn đẩy uy lực tần suất công kích lên mức lớn nhất, đủ 20 lần trồng chất lực lượng, điên cuồng đánh về phía xà nữ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mọi người lưu lại đều nhe răng. Dựa vào, hoán huyết cảnh có thể cường đại đến mức như vậy sao? Không tệ không tệ, thực lực thật đúng là không tệ. Xà nữ gật đầu, lộ ra vẻ tán thưởng, người có tư cách đầu nhập vào hổ thiếu. Dựa vào, đã cường đại như vậy, lại còn chỉ xứng làm nô tài cho người ta. Người cho rằng như vậy là chịu ủy khuất sao? Xà nữ cười lạnh, phụ thân của hổ thiếu chính là đại tướng quân của Việt Triều ta, cường giả tầm bí cảnh. Bản thân hổ thiếu cũng là cao thủ minh văn cảnh, ngươi chỉ là một hoán huyết cảnh, có thể đi theo chủ nhân như vậy, còn có cầu mong xa vời cái gì nữa. Trong lòng lang hàn chấn động, hổ thiếu này lại có thể không phải là hoàng tử Việt Triều lần này tới đây. Hiên viên định quốc nói qua, hoàng tử lần này tới đây chính là tu vi khai khiếu cảnh. Cho nên nếu hổ thiếu là minh văn cảnh, vậy tuyệt đối không thể là vị hoàng tử kia. Hơn nữa, bản thân xà nữ cũng nói, phụ thân của hổ thiếu chính là một đại tướng quân, cường giả tầm bí cảnh. Tầm bí cảnh lại là cái gì? Lăng Hàn không biết, dù sao hắn chỉ nghe nói về sinh đan cảnh, không biết so sánh cùng tầm bí cảnh, cái nào mạnh hoen. Không có cách nào, hắn đối với phân bố cảnh giới trên khai khiếu hoàn toàn không biết gì cả. Lăng Hàn cười nhạt, nói, hổ thiếu đúng không, tới, áp chế cảnh giới như nhau, có thể đánh thắng ta, ta lại bán mình ra. Ngược lại, nếu như hổ thiếu thua, vậy hãy làm nô bộc của ta lớn mật, không chỉ là xà nữ quát lạnh, những người mặc áo khoác khác cũng lần lượt gầm lên phẫn nộ. Nhân tộc này thật đúng là to gan lớn mật, lại dám nói muốn để cho hổ thiếu làm nô. Thế nào, lại chỉ có các ngươi có thể phát ngôn bừa bãi sao? Lang Hàn cười nói, hổ thiếu, có dám hay không? Hổ thiếu không nói gì, chỉ xem như không nghe thấy. Làm can, dựa vào ngươi cũng xứng giao đấu cùng hổ thiếu sao? Xà nữ xông qua tấn công, từng kiếm từng kiếm sắc bén. Lăng Hàn cười díu cợt nói, đánh không lại thì đánh không lại, không nên giả mồm cãi láo. Nhân tộc, người không nên tự tìm đường chết, xa nữ giận dữ, veo veo veo, từng kiếm từng kiếm ép sát, mươi 3753, Thiên Phú Thần Thông. Lăng Hàn triển khai phi toa bộ, cũng không cùng xà nữ liều mạng. Lực lượng tam cốt quá cường đại, liều mạng không phải là cách làm khôn ngoan. Nhưng lực lượng chỉ là một bộ phận của chiến lực, tuy rằng vô cùng quan trọng, nhưng tốc độ, kỹ xảo, phản ứng tại chỗ đều có liên quan mật thiết. Xoạt xoạt, xà nữ đánh ra hai kiếm thất bại, Lăng Hàn đang muốn phản kích, đã thấy hàn quang lóe lên, lại có thể có một đạo kiếm quang chém tới. Lăng Hàn nhất thời kinh sợ, vội vàng lấy đoạn kiếm gãy đón đỡ. Đinh, một tiếng động vang lên, lực lớn truyền đến, thân hình của hắn lập tức bị chấn động tới mức cong vẹo. Nhưng như vậy còn chưa xong, đạo kiếm quang thứ tư đã chém tới, Lăng Hàn không có cách nào, chỉ có thể lấy năng lượng thạch quấn ở trên nắm tay nghênh đón soạt một kiếm này chém qua lang hàn nhất thời bị đánh bay ra ngoài trên tay có thêm một vết máu máu tươi nhỏ xuống từng giọt hắn đứng vững nhìn xà nữ lộ ra vẻ kinh ngạc bởi vì hiện tại xà nữ thình lình có bốn cánh tay trong mỗi bàn tay đều nắm một thanh kiếm lạnh phát ra ánh sáng chập chờn, dựa vào chẳng trách mình chúng chiêu hóa ra nữ nhân này lại có bốn cánh tay ở trong trong chiến đấu đột nhiên lại xuất hiện ra hai cánh tay, tất nhiên có thể nhận được hiệu quả ngoài dự đoán. Sa nữ cũng có chút kinh ngạc, mình bỗng nhiên sử dụng ra một chiêu này, lại chỉ có thể chém thương cánh tay A à của Lăng Hàn mà thôi. Hiệu quả này kém hơn so với sự mong muốn của nàng rất nhiều. Đáng tiếc quá sắc xảo, sa nữ lắc đầu, tuy rằng có chút thực lực có chút thiên phú, nhưng người đối mặt lại là ta. Nàng mở miệng, đầu lưỡi thật dài đưa ra ngoài, hình ảnh này đặc biệt quyến rũ nhưng khi thấy trên đầu lưới của nàng còn có khí thể màu xanh tản ra, vậy liền có chút dọa người. Hơn nữa, khí thể này còn đang khuếch tán, tỏa ra khắp xung quanh thân thể của nàng, hóa thành một mảnh sương mù. Lang Hàn nhướng mày, tuy rằng ở khoảng cách rất xa, hắn đã ngửi thấy được một mùi buồn nôn, khiến cho hắn có loại cảm giác muốn ngất xỉu. Có độc, rắn, đương nhiên có kịch độc, Lang Hàn vội vàng nín thở, sau đó uống một viên bách hóa đan. Hắn phải tốc chiến tốc thắng độc này rất mạnh, ngay cả bách hóa đan cũng có thể không chống đỡ được thời gian quá lâu. Tiểu tử, ngươi làm sao đấu được với ta? Xa nữ ngạo nghễ, lực lượng của ta mạnh hơn ngươi, tốc độ không chênh lệch là bao. Ở phương diện thiên phú thần thông, nhân tộc thúc ngựa cũng kém hơn so với yêu tộc chúng ta. Bốn cánh tay nàng rung lên, trên bốn thanh kiếm đều quấn lên năng lượng màu xám. Nhân tộc các người cần phải tu luyện lực tinh thần, cần phải có linh đồ mới có khả năng khai thông với năng lượng cấp độ cao nhưng yêu tộc chúng ta lại khác theo cảnh giới nâng cao thần thông tự thành mà giống như ta nắm giữ loại huyết mạch thượng cổ này nàng dừng lại một chút toàn thân đã tràn ngập sương mù màu xanh lục khu vực khí độc bao phủ đều là địa bàn của ta ngươi làm sao có thể ở trên địa bàn của ta đánh bại ta được nghe đến mấy lời nói này tất cả mọi người lộ ra vẻ hâm mộ hóa ra yêu tộc ở trên phương diện chiến đấu lại có ưu thế cường đại như vậy nhân tộc cùng giai làm sao đánh thắng được Hùng dai cũng đánh không lại, huống gì là bị cảnh giới bị áp chế. Được, vậy tốc chiến tốc thắng, giọng điệu lăng hàn lạnh lùng, ầm, huyết khí sôi trào, lực lượng của hắn trong nháy mắt tăng lên một mảng lớn. Ầm, hai chân hắn phát lực, xông về phía xà nữ, xà nữ cười lạnh, căn bản khinh thường bạo phát, theo nàng, lấy cực cốt cảnh đi chiến đấu với hoán huyết cảnh đã khiến cho nàng rất mất thể diện, còn cần bạo phát sao? Hai người lại phát sinh va chạm, xà nữ không khỏi biến sắc, lực lượng của Lăng Hàn lại có thể không kém mình. Bí lực của nhân tộc này phải cường đại tới mức nào, hơn nữa biên độ bạo phát cũng quá kinh người. Nàng không dám khinh thường, cũng bắt đầu bạo phát, yêu thú bạo phát không giống với nhân tộc, tuy rằng cũng không có khả năng duy trì lâu dài, nhưng có thể dừng lại nửa đường, lưu lại sau này tiếp tục bạo phát. Hai người lại tiếp tục đánh, Lăng Hàn bị chấn động bay ra ngoài, nhưng tranh lệch cũng không lớn giống như trong tưởng tượng. Lăng Hàn rời khỏi khu vực khói độc màu xanh, nói thảo nào thực lực yêu thú cùng giai cao hơn nhân tộc hóa ra yêu thú am hiểu hơn chính là thể thuật cho nên da thô thịt dày lực kéo dài thì tính sao xa nữ lạnh lùng nói lang hàn cười nhạt điều này có nghĩa là lực bạo phát của yêu thú cũng sẽ yếu hơn rất nhiều nhân tộc tu luyện bí lực thể thuật chỉ là trợ giúp chiếm một phần cực nhỏ cho nên một khi bạo phát lực lượng có thể nâng cao gấp hơn hai lần nhưng yêu thú lại là lấy thể thuật tăng trưởng điều này làm cho yêu thú nắm giữ lực duy trì liên tục cường đại, nhưng thời điểm cần phải bạo phát, nhược điểm của thể thuật lại hoàn toàn để lộ ra. thì tính sao? xà nữ khinh thường nói, ngươi cho dù sôi trào huyết khí, lực lượng cũng không thể so sánh được với ta. cho dù ta chỉ có thể bạo phát gấp đôi lực lượng, nghiền ép ngươi vẫn không thành vấn đề. a, à, lang hàn cười, ầm, thân hình hắn vọt ra, phóng về phía xà nữ, hắn cũng không thể bỏ dở huyết khí sôi trào cho nên sao có thể lãng phí thời gian quý giá trên phương diện đấu võ mồm xa nữ kinh ngạc ngươi không phải biết lực lượng của chính mình không bằng ta còn dám trực diện đánh mạnh đây là ngại bị bại không đủ nhanh sao nàng tràn ngập lòng tin đối với lực lượng của chính mình hơn nữa lăng hàn chủ động xông vào trong khói độc đây chính là sân nhà của nàng như vậy còn không dám đánh sao nàng một kiếm chém qua kiếm quang uy nghiêm đáng sợ lăng hàn lấy đoạn kiếm gãy chém ra nhưng lực lượng kém hơn quá nhiều hắn nhất thời bị chấn động tới mức thân hình lảo đảo. Hắn lập tức lại một quyền đánh ra, năng lượng thạch quấn vòng quanh. Yêu hầu quyền triển khai, lấy tần suất công kích 30 tầng trồng chất đánh ra. Phụt 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 phụt, xà nữ thi triển ra từng kiếm một, nhưng đều bị lăng hàn hóa giải. Tần suất công kích chính là lấy yếu đấu với mạnh, hơn nữa có năng lượng thạch bảo vệ, cho tay của lăng hàn tư cách cứng rắn như lợi khí. Xà nữ vô cùng kinh hoàng, tại sao công kích của mình ở trước mặt lăng hàn hoàn toàn sụp đổ, không chịu nổi một đòn. Nàng vội vàng lui lại phía sau, nhưng tốc độ của Lăng Hàn lại không thể chậm hơn so với nàng. Sau khi khoảng cách đã thu ngắn lại, nàng làm sao có thể vùng thoát ra được. Chương 3754, người chim, ầm, chỉ là một quyền mà thôi, xà nữ liền bị chấn động bay ra ngoài. Khói độc dần dần tản đi, mọi người đưa mắt tìm kiếm, chỉ thấy Lăng Hàn ngạo nghễ đứng, xà nữ lại đang nằm ở trên mặt đất. Trên gương mặt xinh đẹp có một quyền ấn rõ ràng không có người nói ra lời. Một tồn tại ba cốt cường đại, hơn nữa còn tu luyện ra năng lượng cấp độ cao, nắm giữ thiên phú thần thông, lại nằm xuống như thế. Giống như mộng ảo, lang hàn lại có nỗi khổ tự biết. Hắn tuy rằng chấn động khiến xà nữ hôn mê, nhưng bị hắn đối phương chém liên tục mấy kiếm, cho dù là năng lượng thạch cũng không có cách nào hoàn toàn bảo vệ hắn. Mờ u bàn tay của hắn đã bị chém tới máu tươi đầm đìa. Nếu chỉ như vậy, nhiều lắm cũng là chuyện đau một chút mà thôi nhưng ở thời điểm ra thịt rách ra, còn có độc tố cũng theo đó tiến vào thân thể. Đây mới thực sự là điểm đáng chết, hắn vội vàng lại lấy ra mấy viên bách hóa đan ăn vào. Nhưng đối với rắn độc lại không có hiệu quả quá tốt. Độc tố chỉ là tạm thời bị ngăn chặn, cũng không tiêu tan. Clep clep clep, một tiếng vỗ tay vang lên, chỉ thấy một người mặc áo khoác đi ra, nói, có thể đánh bại xà muội, nhân tộc ngươi vẫn thật sự có chút lợi hại. Chỉ có điều, ngươi lại từ đâu học được phương pháp của yêu tộc ta giao ra phương pháp này, đây là của yêu tộc ta. Lang Hàn không khỏi cười lạnh. Đây là lý do gì? Yêu hầu quyền lại là phương pháp do hầu ca truyền cho hắn, lại có quan hệ gì với những người này? đỏ mắt thì đỏ mắt, không nên dương ra cờ lớn làm gì. hắn khinh thường nói, vậy ta không thể làm gì khác hơn là mạnh mẽ lấy về. người mặc áo choàng này rung hai cánh tay lên, áo choàng lập tức rời khỏi thân thể hắn, hiện ra một cái đầu chim, hai cánh khổng lồ cũng mở ra, cộng lại dài chừng một trường lăng hàn kinh ngạc nói không nghĩ tới người đúng là người chim người chim này giận dữ nói ta là ưng tộc ưng trường không chính là ta đáng giận lại dám nói hắn là người chim người mới là người chim cả nhà ngươi đều là người chim lăng hàn a à một chút nói nói vậy là người chẳng những là người chim hơn nữa còn là máy bay chiến đấu trong người chim sắc mặt ưng trường không càng lúc càng trở nên khó coi nhưng cuối cùng lại cười lạnh nói ta là tu vi tứ cốt ở cực cốt cảnh tranh lệch mỗi một cảnh giới nhỏ, lực lượng chênh lệch đại khái là khoảng một ngàn vạn cân. Người tuy rằng yêu nghiệt, nhưng lực lượng nguyên thủy chỉ có khoảng một ngàn vạn cân, hơn nữa đã dùng hết bạo phát. Ta chính là nhẹ nhàng một quyền, người cũng không có cách nào ngăn cản được. Đây là lời nói thật, lực lượng cực cốt cảnh quá cường đại, nói cách khác là một thiên tài lại nắm giữ năng lực chiến đấu nhảy vượt cảnh giới. Lăng Hàn ung dung thản nhiên, hắn còn có đòn sát thủ, tuy rằng hắn cũng không muốn để lộ ra ngoài, nhưng bây giờ nói bất kể như thế nào hắn cũng không thể bại hiện tại hắn không chỉ là đại biểu cho huyền bắc quốc chiến đấu còn đại biểu cho nhân tộc mặc dù hắn yếu hơn một cảnh giới lớn cho dù thua cũng không có gì nhưng nếu hồng thiên bộ có thể ngang nhiên công kích đối thủ lớn hơn một cảnh giới vì sao hắn không thể tới đi hắn chỉ ngoác ngoác ngón tay phô chi lại ngu xuẩn ưng trường không cười lạnh hai cánh hắn rung lên toàn thân lao vút lên trời cao không gian ở đây vô cùng chật hẹp cũng không thích hợp để hắn phát huy nhưng đối phương quá yếu hắn cũng không cần dùng đến năng lực bay bay lên trời như thế chỉ là để tăng cường khí thế mà thôi vù dưới cánh lớn vỗ mạnh gây ra một trận lốc cường đại đây chính là một vị cường giả tứ cốt hơn nữa ở đây vốn đã bị đánh quá sức chịu đựng toàn bộ tầng hầm ngầm đều đang rung lên cách giới hạn sụp đổ đã càng lúc càng gần lang hàn lãnh đạm thản nhiên nhưng đầu nước mắt nhìn ưng trường không nói người chim trong vòng ba chiêu ta liền khiến cho ngươi quỳ xuống lại kêu to chinh phục ha ha ưng trường không cười lạnh một tiếng sau đó hét lớn không được gọi ta là người chim hắn vỗ hai cánh lao xuống về phía lăng hàn lăng hàn chắp hai tay ở phía sau lưng bộ dạng ta là đại cao thủ chỉ cần ngươi nhào tới là ta có thể một quyền dễ dàng đối phó được ngươi đây là giả vờ châu bò đâm đầu vào chỗ chết hổ thiếu bên yêu tộc kia cũng lãnh đạm thản nhiên nói ưng ừ trường không đã nhào tới nhưng hắn lập tức phát hiện có điểm không thích hợp, tại sao lạnh vậy? Một ý niệm còn chưa có nghĩ hết, liền thấy một đạo băng tiến bắn qua, tốc độ nhanh kinh người. Đây là ở đâu đánh tới vậy? Ưng trường không vội vàng né tránh, nhưng tốc độ băng tiến lại đạt tới cấp bậc minh văn cảnh. Hắn lại trốn tránh ở chỗ nào? Bốp, trên cánh của hắn đã trúng một mũi tên. Mục tiêu này quá lớn, nhất thời, băng xương lan tràn, trong nháy mắt lan ra khắp cánh của hắn. Nếu như chỉ có vậy, lấy thực lực của ưng trường không, ngược lại cũng không đến mức ngã xuống. Nhưng tiếp theo lại có băng tiễn mới bắn ra, một cái tiếp một cái, không ngừng. Sau khi ưng trường không bị bắn trúng mũi tên thứ nhất, liền ý nghĩa hắn không có khả năng lại trốn tránh băng tiễn sau đó. Phụt 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 phụt, hắn liên tục trúng chiêu, chẳng những là trên cánh, cho dù là trên thân thể cũng đầy băng xương. Toàn thân bị băng phong tỏa, căn bản không có cách nào nhúc nhích một ngón tay. Lăng Hàn lấy lực tinh thần đóng lại vòng tròn trận pháp, sau đó tính lấy trở về nhìn thấy một cảnh tượng như vậy tất cả mọi người không khỏi chấn động kinh ngạc cách không lấy vật làm sao giống như thần thoại vậy lực tinh thần vô cùng cường đại nếu không không có khả năng chưa từng hình hóa hữu hình cách không lấy vật a à, người này còn là một trận sư vừa phát động trận pháp khống chế người chim này cái này hồng thiên bộ cũng tinh thông trận pháp đi có người nói hắn đã sớm là trận sư cao cấp hiện tại gia hỏa này lại có thể cũng biết trời ạ à, gia hỏa kia rốt cuộc là ai ưng trường không không chết, Lăng hàn đúng lúc ngừng trận pháp, bằng không hắn nhất định sẽ bị băng lạnh sinh sôi rút đi sức sống. Cho dù là như vậy, hiện tại hắn cũng chỉ có thể làm tượng băng, hoàn toàn không có cách nào di chuyển được. Lăng Hàn cười nhạt, nói, nói trong vòng ba chiêu đánh bại ngươi, còn không tin. Hổ thiếu cuối cùng không ngồi yên nữa, ưng trường không chính là thủ hạ cường đại nhất của hắn. Người này đã thất bại, vậy phái ai ra cũng giống nhau. mươi 3755, đứng ra một hắn là minh văn cảnh, nếu như xuất thủ, đương nhiên có thể dễ dàng đánh bại Lăng Hàn. Nhưng làm vậy chính là ỷ lớn hiếp nhỏ, trên mặt hắn không có ánh sáng. Nhưng, tôn nghiêm của yêu tộc nhất định phải lấy lại, làm sao có thể yếu hơn nhân tộc. Chỉ là nhân tộc, hổ thiếu thản nhiên nói, học trộm phương pháp của yêu tộc ta, ta lấy lại trước, sau đó đi tìm nghị sự trưởng của các ngươi hỏi một chút. Hắn trả đúa, nói Lăng Hàn là ăn cắp phương pháp của yêu tộc, như vậy lần này hắn ra tay chính là đương nhiên, mà không phải ỉ lớn hiếp nhỏ, lấy mạnh mẽ bắt nạt yếu. Lăng Hàn không khỏi lắc đầu, ai nói yêu tộc chính trực, tâm tư của gia hỏa này lại có thể rất vòng vo. Hắn cười ha ha một tiếng, nói, "Nói những lời lừa mình dối người này có ý nghĩa gì? Tới đi, buông tay đánh một trận, ta lại sợ ngươi sao?" Đòn sát thủ của hắn chính là vòng tròn, nhưng đối thủ là Minh Văn Cảnh, rất khó phát huy ra hiệu quả ngoài dự đoán. Cho nên, lúc này lại cần hắn vận dụng phi kiếm, hai chiêu kết hợp có lẽ có thể đưa đến hiệu quả cũng chỉ là khả năng bởi vì minh văn cảnh quá mạnh mẽ làm càn hổ thiếu đi nhanh ép về phía lăng hàn nhớ kỹ ta tên họ hổ tứ hải hắn phóng ra uy áp đặc biệt của minh văn cảnh lại thêm bản thể hắn chính là một con yêu hổ uy lực mạnh mẽ dữ dội đáng sợ hình thành áp lực tất nhiên vô cùng đáng sợ khiến cho tất cả mọi người run rẩy giống như đối mặt với một con mãnh thú hồng hoang ầm uhm, đúng lúc này trần nhà trên đỉnh đầu đột nhiên mở ra uhm, Toàn bộ đấu trường dưới lòng đất nhất thời sụp xuống, chống đỡ lâu như vậy, căn phòng dưới lòng đất này cuối cùng không chịu được. Ầm, um, toàn bộ đấu trường ầm ầm sụp đổ, tất cả bụi bặm đều tỏa ra khắp nơi, ầm, um, ầm, um, ầm, um. nhưng từng tên cao thủ lập tức bạo phát, cứng rắn từ trong đống đổ nát lao ra ngoài. Những người dám tiếp tục ở tại chỗ này, dù thế nào cũng phải là cao thủ cấp bậc hoán huyết, cực cốt, phá vỡ khu phế tích lao ra không thành vấn đề. Chỉ là đấu trường dưới lòng đất vừa sụp xuống, toàn bộ con đường cũng trở nên không thể tưởng tượng nổi. Chỉ ít ảnh hưởng tới nửa con phố, còn có xe vừa vặn đi qua, thật bất hạnh đâm vào trong tầng hầm. Thật may, chỉ bị rơi vào, không bị chôn vùi. Đoàn người Hồ Tứ Hải tất nhiên đều vọt ra, bọn họ đưa mắt đảo qua, tìm kiếm vị trí của Lăng Hàn. Nhưng Lăng Hàn giống như mất tích, dù thế nào bọn họ cũng tìm không ra. Đây là đương nhiên, trong quá trình phá hủy, lao ra, mặt nạ của Lăng Hàn rơi xuống trang phục của mọi người đều tương tự nhau bọn họ làm sao có thể liếc mắt lại nhận ra hắn nhân tộc kia đi ra cho ta hổ tứ hải quát to uy thế minh văn cảnh di chuyển vô cùng bá đạo đánh bại lăng hàn tất nhiên là để cứu vãn uy danh của yêu tộc nhưng hắn còn đang mơ ước kỹ xảo yêu tộc ở trên người lăng hàn hắn có cảm giác nếu có thể có nó sau này nói không chừng hắn có thể trở thành đại thánh của yêu tộc cho nên hắn nhất định phải tìm ra lăng hàn đoạt được bí thuật lăng hàn suy nghĩ một chút nếu những người yêu tộc này không nhận ra hắn vậy hắn đơn giản không ra mặt nữa hắn lại không ngốc hiện nay hắn cũng không có thể địch nổi minh văn cảnh hắn tự tin nhưng tuyệt đối không có cuồng vọng nhảy qua hai cảnh giới lớn nếu có thể thắng đó mới thật sự là không bình thường hắn làm đã đủ nhiều liên tục đánh bại bốn gã cường giả của yêu tộc trong đó thậm chí còn có hai tồn tại cực cốt cảnh đủ rồi hiện tại trọng trách này lại giao cho dương bách hồng thái sư cho dù hắn thật sự có thể đánh bại hồ tứ hải vậy thêm một hoàng tử khai khiếu cảnh chạy ra nữa cũng muốn hắn ra tay sao không ra sao hồ tứ hải lộ ra cười lạnh vậy ta liền bắt đầu giết người giết cho tới khi ngươi đi ra mới thôi mọi người không khỏi vừa giận vừa sợ yêu tộc này thật đúng là thủ đoạn độc ác hơn nữa đây chính là đế đô ngươi làm sao dám nhưng người ta là minh văn cảnh trong đế đô cũng chỉ có dương bách và hồng thái sư có thể chống lại nếu như hai vị này không tới ngăn cản thế nào hơn nữa trên yêu hồ này còn có một vị hoàng tử khai khiếu cảnh đó mới là kinh khủng nhất lại cho rằng ta không dám sao ánh mắt hồ tứ hải đảo qua tập trung ở trên người của hiên viên định quốc đây là người đi cùng lăng hàn nếu như không thấy lăng hàn vậy lấy người này ra khai đao hiên viên định quốc không khỏi biến sắc nói ta lại là con trai của hiên viên đại soái ngươi dám động ta cha ta nhất định sẽ giết ngươi thực sự cười chết ta chỉ là một minh văn cảnh, cùng dai với ta. Hổ Tứ Hải cười to, cùng dai đánh, một trận ai có thể đánh bại ta. Những lời này, hắn nói với sự tự tin tăng cao. Nhân tộc kia, người ra hay không ra? Hổ Tứ Hải lại nói, ta đếm tới ba, người còn không ra, liền chuẩn bị thay bằng hữu này của ngươi nhặt xác đi. Một, không nên ra ngoài, hiên viên định quốc lại giống to hơn. Hắn lại là con trai của hiên viên đại soái chút khí phách ấy vẫn phải có hắn tức giận trừng mắt với hồ tứ hải thánh hoàng xuất quan các ngươi sẽ chờ khóc đi hai hồ tứ hải không hề động đậy chỉ có khai khiếu cảnh một mình ngũ hoàng tử là trấn áp được lăng hàn thở dài hắn tất nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn hiên viên định quốc bị giết chết lúc này hắn chợt nhảy ra nói mèo con ngươi lại không thể có chút tiền đồ hay sao lăng hàn lại là lăng hàn hóa ra người kia là lăng hàn không hổ danh là hồng thiên bộ thứ hai ngay cả trận pháp cũng biết Đáng tiếc, hắn ở trên cuộc so tài săn bắn mạnh mẽ đột phá, không có bảo quả sinh mạng bù đắp bản nguyên, tối đa chính là đạt được hoán huyết ngũ biến, tuyệt đối không thể lại có tiến cảnh. Hư, người ta dám đứng ra đấu cùng yêu tộc, cho dù tu vi của hắn sau này rơi đến thông mạch cảnh, ta cũng phục hắn. Ta cũng phục, mọi người đều nói, có người khinh thường Lăng Hàn, có người lại vô cùng kính phục, cho rằng Lăng Hàn vừa rồi có thể đứng ra, chính là nam nhân. Đánh bại bốn gã cao thủ của yêu tộc vậy càng là nam nhân trong nam nhân. Hồ Tứ Hải nhìn sang, không khỏi lộ ra nụ cười lạnh. Hóa ra ngươi chính là Lăng Hàn, không sai, là Lăng Gia Gia nhà ngươi. Lăng Hàn hoàn toàn không khách khí, chống lại những xúc sinh vậy không cần. Trường 3756, đứng ra hai. Ngươi có thể ngăn được mấy chiêu của ta. Hồ Tứ Hải vẻ mặt lộ ra xem thường, đi từng bước một tiến về phía Lăng Hàn. Âm, 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 mỗi một bước hạ xuống, đều phát ra âm thanh cực lớn, hình như đập vào lòng người. Hắn đây là đang cố ý tạo áp lực cho Lăng Hàn. Lăng Hàn hít một hơi thật sâu, trạng thái của hắn bây giờ lại hoàn toàn không tính là tốt. Chúng độc, lại dùng hết huyết khí xô trào, làm thế nào có khả năng chống đỡ được tên minh văn cảnh này. Người có thể tiếp ta một chiêu, ta liền tha cho người khỏi chết. Hổ Tứ Hải cười to nói, hoàn toàn không có để ý đây chính là đế đô của nhân tộc, mà không phải là địa bàn của yêu tộc. Người có thể tiếp ta một chiêu, ta cũng tha cho người khỏi chết một bình thản cực kỳ âm thanh vang lên lại là làm cho lòng người đám dao động ca hồng thiên lượng lập tức kêu lên tràn ngập niềm vui bất ngờ ca 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 của hồng thiên lượng hồng thiên bộ lại yêu nhiệt ép trời kia cho dù là hồ tứ hải cũng thoáng lộ ra một vẻ thận trọng mấy ngày qua hắn cũng không biết bao nhiêu lần nghe nói qua về cái tên hồng thiên bộ ban đầu hắn vốn chỉ tưởng nhãn giới của nhân tộc quá thấp tùy tiện một người mạnh một chút liền được đặt cho danh hiệu yêu nhiệt ép trời nhưng vừa rồi sau khi chứng kiến thực lực của lăng hàn hắn đối với hồng thiên bộ lại xem trọng thêm vài phần hồng thiên bộ tất cả mọi người đưa mắt tìm kiếm không ít người chỉ nghe nói qua cái tên hồng thiên bộ lại căn bản không có tận mắt nhìn thấy người này chỉ thấy một người mặc y phục màu trắng đi nhanh tới ánh trăng giống như nước chiếu vào trên người của hắn tản ra ánh sáng trong lành điều này giống như là một mỹ nam tử không nên tồn tại ở nhân gian ôn văn nho nhã không có một chút cơn tức khiến người ta nhìn vào cũng sẽ có cảm giác linh hoạt kỳ ảo, thậm chí tung bay giống như tiên. Hồng thiên bộ, yêu nghiệt ép trời, kỳ tài võ đạo, kỳ tài trận đạo, trăm năm, thậm chí nghìn năm khó gặp. Hồng thiên bộ, hồ tứ hải nhìn sang, ánh mắt thoáng nghiêm lại, người có tên, cây có bóng, hồng thiên bộ hiện tại đang giống như mặt trời ban trưa. Hắn cũng không thể không nghiêm túc đối phó, hơn nữa, hắn có loại cảm giác mãnh liệt, nam nhân đang đi tới này vô cùng đáng sợ. Cho dù là hắn cũng cảm giác được hơi lạnh, không muốn đối mặt a à, còn không có ra tay cũng chỉ là đi tới như thế lại có uy thế như thế hồng thiên bộ này đến cùng mạnh mẽ đến trình độ nào chỉ là yêu tộc cũng dám khiêu chiến nhân tộc chính thống hồng thiên bộ thả hoa mái lên tiếng trong nháy mắt những lời này lại thiêu đốt tâm tình của tất cả mọi người chút giận thực sự được chút giận sĩ khí tăng cao hồ tứ hải nhất thời giận tím mặt hắn kiêng kỵ hồng thiên bộ là một chuyện nhưng bây giờ lại liên quan đến tranh đại thế giữa nhân tộc và yêu tộc hắn tuyệt đối không thể tỏ ra yếu kém hồng thiên bộ khẩu khí của ngươi quá lớn ngươi căn bản không biết yêu tộc ta có bao nhiêu thiên kiêu cường đại hắn lạnh lùng nói ngươi không đáng kể chút nào ầm um, hồng thiên bộ ra tay từ phía xa chính là một trưởng đánh qua kinh lực đáng sợ biến hóa giống như một ngọn núi đập về phía hồ tứ hải hồ tứ hải cười lạnh một tiếng lúc này hắn tất nhiên không thể kinh sợ giơ tay đáp lại hắn cũng thật sự có năng lực, đánh ra một trường đúng là hóa thành hổ hình, giết gào lưu truyền. Hai kinh lực va chạm vào nhau, con mẽ hổ kia nhất thời bị chấn động tới mức nát bấy. Kinh lực của hồng thiên bộ trùng trùng điệp điệp nghiền ép qua, khiến cho sắc mặt hổ tứ hải đại biến, thân hình vội vàng nghiêng một cái, tránh khỏi. Đây là lợi ích của kinh lực phóng ra ngoài, đánh không lại còn có cơ hội né tránh. Nhưng vật lộn gần người, vậy sẽ không có giảm sóc. Sắc mặt hổ tứ hải biến đổi kịch liệt, thất thanh nói lực lượng của ngươi làm sao có thể cường đại như vậy hắn dù gì cũng là cường giả tứ văn có thể nghiền ép hắn như thế tuyệt đối không phải đơn giản là nam văn như vậy mà là cường giả khai khiếu cảnh khai khiếu cảnh hắn thử thăm dò nói hồng thiên bộ cười nhạt nói ta giống như ngươi cũng là minh văn cảnh tu vi của ta là tam văn phụt hồ tứ hải thiếu chút nữa phun một búng máu ra ngoài cảnh giới ngươi giống như ta không còn muốn yếu hơn một cảnh giới nhỏ nhưng đánh ta lại hoàn toàn nghiền ép. Điều này còn có thiên lý sao? Phải biết rằng hắn không có khả năng là yêu thú bình thường, có một tiêu huyết mạch yêu hổ viễn cổ, tự xưng là vô địch trong cùng giai. Nhưng bây giờ hắn lại bị người lấy yếu thắng mạnh, đối thủ này hết lần này tới lần khác còn là một nhân tộc. Sao có thể như vậy được? Nhân tộc từ lúc nào trở nên mạnh như vậy? Giật mình cũng không chỉ là yêu tộc, những người khác cũng chấn động kinh ngạc đến mức ra đầu tê dại. Hồng Thiên Bộ lại có thể bước vào minh văn cảnh. Hơn nữa còn là cường giả tam văn, thiên tài giống như hắn vậy, khiêu chiến vượt cấp dễ dàng giống như uống nước. Nói cách khác, chiến lực của hắn chắc hẳn là đạt tới khai khiếu cảnh. Khai khiếu cảnh, giống như chiến lực của Thánh Hoàng Bệ Hạ. Rất nhiều người nghĩ như vậy, dù sao trước đây nhìn thấy cảnh tượng Trần Phong Viêm phát huy cũng chỉ có rất ít người. Cho dù là lăng hàn, trong lòng cũng thoáng động, hắn không nghĩ tới Hồng Thiên Bộ tiến bước thật sự kinh người như vậy. Phải biết rằng, Hồng Thiên Bộ hiện tại cũng chỉ mới 23. A, à, qua năm là 24 tuổi, một cường giả Tam Văn 24 tuổi, cho dù trước đây thời điểm võ đạo sơ hưng, bảo quả xuất hiện quy mô lớn, lại có người nào có thể bước vào Tam Văn nhanh như vậy sao? Gia hỏa kia vẫn luôn thăm dò di tích cổ, xem ra nhận được rất nhiều thu hoạch, mới khiến cho hắn có thể tiến bước nhanh chóng và mãnh liệt như vậy. Tam Văn sao? Hồ Tứ Hải thì thào, ánh mắt của hắn dần dần trở nên kiên định. Được, để ta tới lĩnh mộ đệ nhất thiên tài nhân tộc ngươi. Vèo hắn bay nhào tới, thật nhanh, Lăng Hàn cũng chỉ cảm thấy hai mắt hoa lên một cái, gần như không có cách nào bắt được tung tích của Hồ Tứ Hải. Thế này chắc hẳn đạt tới tốc độ gấp 4 tốc độ âm thanh. Theo lý thuyết, Minh Văn Cảnh chắc hẳn là gấp 3 lần vận tốc âm thanh. Nhưng hắn lại cố tăng lên một cấp bậc, ngay cả Lăng Hàn cũng như vậy, huống gì là những người khác. Ai cũng chỉ cảm thấy trước mặt chợt hoa lên một cái, đã mất đi hình bóng của Hồ Tứ Hải. Trường 3757, yêu nhiệt ép trời hồng thiên bộ hồng thiên bộ lại hoàn toàn không để ý chút nào chỉ đưa tay nhấn một cái ầm liền thấy hồ tứ hải bị chấn động bay ra ngoài một búng máu từ trong miệng hắn phun tới sau đó hắn nặng nề ngã sắp xuống đất hai tay hai chân co quắp đúng là không có thể lập tức bỏ dậy được thật mạnh ngươi có thể ngăn cản một chiêu của ta ta liền không lấy tính mạng của ngươi hồng thiên bộ thản nhiên nói bên cạnh ta đang cần một con vật cưỡi ngươi hãy đi theo ta đám người việt triều đều giận dữ yêu tộc bọn họ là tồn tại cao quý tới mức nào. Nhân tộc nho nhỏ lại dám bảo bọn họ làm vật cưới. Quả thực đâm đầu vào chỗ chết, nhưng bọn họ lại có người nào là đối thủ của Hồng Thiên Bộ. Thiên Lược, dẫn người trở lại, Hồng Thiên Bộ quay đầu lại nói, vâng, Hồng Thiên Lược lập tức đi về phía hồ Tứ Hải chạy. Tuy rằng hắn vẫn lấy người ca ca này làm mục tiêu vượt qua, cũng căm giận sống ở dưới một bóng ma như vậy. Nhưng thật ra khí nhìn thấy Hồng Thiên Bộ, hắn lại giống như những người khác, chỉ còn lại có phục tùng kính nể e sợ nam nhân này chính là giống như thiên thần những người khác chỉ có phần run sợ ngươi dám đám người dê vội vàng đi ra ngăn cản nhưng bị hồng thiên bộ một trường phất qua tất cả chỉ có phần bị đánh bay uy lực của hồng thiên bộ không người nào có thể ngăn cản chỉ thấy hồng thiên lượng nắm lấy một cổ tay hồ tứ hải sau đó kéo đi hồng thiên bộ hồng thiên bộ hồng thiên bộ có người kêu tên hồng thiên bộ sau khi một người kêu lên rất nhanh lại có nhiều hơn người hưởng ứng. Tất cả đều theo đó kêu to, cuối cùng giống như hóa thành đại dương minh mông, tâm tình cuồng nhiệt thiêu đốt mỗi người. Mặc dù Hồng Thiên Bộ chỉ đánh một trận, nhưng danh tiếng lại hoàn toàn che lấp Lăng Hàn. Nói đến năng lực chiến đấu trong cùng giai, Lăng Hàn trước đánh bại hai hoán huyết, lại đánh bại hai cực cốt, đã là cực hạn có thể làm được. Thậm chí so với Hồng Thiên Bộ còn muốn xuất sắc, nhưng ai bảo Hồng Thiên Bộ đánh bại là lão đại của đối phương. Hồng Thiên Bộ chỉ thản nhiên cười. Ánh mắt của hắn đảo qua, dừng ở trên người Lăng Hàn, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, hắn lại rời ánh mắt đi, giống như căn bản không để Lăng Hàn để ở trong lòng. Đây là một loại miệt thị, cũng một loại tự tin. Ngươi là Hồng Thiên Bộ thứ hai, ha ha, ngay cả tư cách khiến cho ta liếc mắt nhìn thêm cũng không có. Lăng Hàn cũng không nổi giận, người như vậy ở trong thế giới nguyên hắn thấy cũng nhiều. Nhưng người không phải là bị hắn vượt qua những người vượt qua tất cả trở thành đá kê chân trên con đường cường giả của hắn hắn tin tưởng hồng thiên bộ cũng sẽ không ngoại lệ đương nhiên ánh mắt này vẫn có chút dụng ý đó chính là khiến cho ý chí chiến đấu của lăng hàn càng tăng cao dẫm lên nhị thế tổ thật sự được không có ý nghĩa gì thiên tài như hồng thiên bộ mới có thể khiến cho lăng hàn sau khi vượt qua cảm thấy vui vẻ hồng thiên bộ thu hồi ánh mắt xoay người đi hai tay hắn chắp lại để ở sau lưng y phục màu trắng tung bay, tiêu sái đến mức không thể tăng thêm được nữa. Hồng Thiên Bộ vẫn yêu nghiệt như vậy, Hiên Viên Định Quốc đã đi tới, đầy cảm thán nói. Hắn vừa nhảy vào cực cốt, đã có thể xưng là cao thủ. Nhưng vừa so sánh với Hồng Thiên Bộ, người ta mới 24 tuổi, nhưng ngay cả Minh Văn Cảnh cũng có thể trong lúc nói cười càn quét. Tranh lệch này xa tới mức nào, đều cho là hắn còn đang là tam cốt, nhưng người ta lại là vô thanh vô tức lại bước vào tam văn, Lấy mức độ yêu nghiệt của hắn, cho dù là Hồng Thái Sư, nghị sự trưởng cũng không có cách nào địch nổi hắn. Hiên viên định quốc lại nói, hoàn toàn xứng đáng là cao thủ thứ hai của đế quốc. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, vỗ vào vai, hiên viên định quốc nói. Cố gắng một chút, sau này không phải là không có cơ hội vượt qua. Hiên viên định quốc cười khổ, yêu nghiệt như vậy vượt qua thế nào? Nhưng hắn vẫn mỉm cười, nói, cảm ơn ngươi, cảm ơn cái gì, cảm ơn ngươi vì ta đứng ra, nếu không con yêu hổ kia thật sự có khả năng giết chết ta. Hiên viên định quốc nghiêm nghị nói, không nên nói giống như ngươi là lão bà của ta vậy. Lăng Hàn nhe răng, hắc hắc, ý của ngươi là muốn bảo ta lấy thân báo đáp sao. Lan, đấu trường dưới lòng đất cũng đã sụp xuống, Lăng Hàn tất nhiên không có khả năng lại đi chiến đấu. Hắn chỉ có thể quay lại học viện, chỉ có điều chiến đấu liền bốn trận, ngày hôm nay cũng đủ rồi. Sau khi trở lại học viện, việc đầu tiên của Lăng Hàn đương nhiên là trừ độc lang hàn vừa ăn bách hóa đan vừa vận công hóa giải tốn hai ngày mới đẩy được kịch độc trong cơ thể ra ngoài sự kiện khuya ngày hôm trước phát sinh xung đột đã trở thành trọng tâm câu chuyện bùng nổ ở bên trong đế đô lúc này mọi người mới biết được hóa ra việt triều đúng là cường đại như vậy một hoàng tử chính là tu vi khai khiếu cảnh tùy tiện một sứ giả chính là minh văn cảnh trước đó phần lớn mọi người đều cho rằng việt triều là tới xương thần nhưng ngày hôm trước sau khi đánh một trận mọi người mới biết Việt Triều này là lòng muông giả thú, cũng không xưng thần thậm chí kết thành đồng minh, mà muốn cho huyền Bắc Quốc quy phụ. Chỉ là một hoàng tử cũng có thể so sánh cùng thánh hoàng của bọn họ sao? Những người này tới không có ý tốt, nếu như Việt Triều phát binh tới đánh, huyền Bắc Quốc chống đỡ được sao? Những người này đều là yêu thú, tuy rằng hóa thành hình dáng của nhân loại, nhưng bản chất cũng sẽ không bởi vậy mà thay đổi. Người nào không biết yêu thú tàn ngược, thích ăn thịt người nếu như huyền bắc quốc thật sự trở thành khu vui chơi cho yêu thú vậy tất cả mọi người phải lưu lạc trở thành khẩu phần lương thực thật may hồng thiên bộ đứng ra một đòn lại đánh bại hổ thiếu gì đó chấn hưng thanh thế của huyền bắc quốc lang hàn cũng bị kéo theo một câu nhưng ở dưới hào quang của hồng thiên bộ hắn tất nhiên buồn bã thất sắc tên hoàng tử việt triều kia rất nhanh liền đưa ra đáp trả hẹn chiến cùng hồng thiên bộ ở bãi săn bắn hoàng gia không được hoàng gia cho phép ai dám tự ý đi vào trong đó Hiện tại tên hoàng tử Việt Triều kia ước chiến ở nơi đó, nói rõ là đang khiêu khích với huyền Bắc Quốc. Dưới kích thích này, triều đình và bách tính trên dưới cực kỳ phẫn nộ. Tất cả đều dâng thư về phía Dương Bách, cho dù Ngọc Nát đánh một trận, cũng không thể để mặc cho yêu thú làm càn. chương 3758, Hoàng tử yêu tộc ước chiến. Chỉ có điều, Hồng Thái sư suốt ruột tới thăm Dương Bách. Rất nhanh, nghị sự trưởng lại đưa ra quyết định, đồng ý trận chiến này hồng thiên bộ cũng đưa ra lời đáp lại một chữ chiến toàn bộ đế đô đều chấn động hiện tại mọi người đều biết hoàng tử yêu tộc chính là tu vi khai khiếu cảnh nhưng hồng thiên bộ lại chỉ là minh văn cảnh vậy làm sao đánh không phải sẽ thua sao nhưng bất luận là triều đình hay là bản thân hồng thiên bộ dường như đều tràn ngập lòng tin đối với trận chiến đấu này bằng không làm sao có thể đáp ứng chiến đấu chẳng lẽ muốn ở trước mặt toàn bộ người đế đô bị đánh bại bởi một con yêu thú thời điểm ước chiến lại được quyết định vào ngày hôm sau không cần ai đi tuyên truyền tất cả mọi người đều quyết định sẽ đi quan sát cuộc chiến tận mắt nhìn thấy được hồng thiên bộ đánh bại hoàng tử yêu tộc lang hàn tất nhiên cũng nhanh chân đến xem hắn muốn biết hồng thiên bộ đến cùng mạnh mẽ tới mức nào ngày hôm sau hắn dẫn theo tiểu thị nữ xuất phát ban đầu muốn đón xe nhưng hôm nay trên đường lại có thể không nhìn thấy được một chiếc xe nào bất đắc dĩ hắn không thể làm gì khác hơn là cùng tiểu thị nữ đi bộ tới Thật may bọn họ xuất phát sớm, thời điểm đến bãi săn bắn vẫn chưa đến thời gian ước chiến. Nhìn xe cộ đỗ đầy ở lối vào, Lăng Hàn cuối cùng cũng biết vì sao không gọi được xe. Tất cả tài xế đều chạy tới nơi này quan sát cuộc chiến, căn bản không muốn kinh doanh. Ngay cả người lái xe cũng không buôn bán, vậy những người khác thì sao? Ngày hôm nay vệ binh cho phép qua, tất cả mọi người có thể đi vào. Mà ở trên quảng trường này đông nghịt một mảnh, đã sớm có người đứng đầy lăng hàn tin tưởng hồng thiên bộ và hoàng tử yêu tộc chiến đấu tuyệt đối không thể tiến hành ở chỗ này nhất định sẽ đặt ở trong thâm sơn cho nên cho dù ở đây tìm một vị trí tốt cũng vô dụng hắn liền cùng hoán tuyết tiếp tục đi tới đỉnh núi từ trên cao nhìn xuống phạm vi tầm nhìn thật tốt có không ít người cũng ôm ý nghĩ tương tự với hắn vê dụ như hiên viên định quốc tần tinh hỏa v v ai cũng đứng ở trên đỉnh núi còn cướp được vị trí có lợi lần này người qua xem cuộc chiến so với thời điểm diễn ra cuộc so tài săn bắn còn đông hơn nhiều. Dù sao khi đó cũng không có mở ra đối với toàn thể bách tính. Mấy người kia là ai? Lăng Hàn hỏi hiên viên định quốc, ánh mắt hắn lại nhìn về phía mấy nam tử trung niên ba bốn mươi tuổi. Mỗi người đều tản ra khí tức kinh người, mấy vị hoàng tử thứ hạng sát đầu, hiên viên định quốc có chút kính nể, e sợ nói. Người mặc trang phục màu vàng kia, đó là tam hoàng tử Trần Văn Hoa. Bên cạnh hắn là lục hoàng tử là Trần Văn Bân vị ở bên cạnh kia, thất hoàng tử Trần Thái Thanh. Lần ước chiến này lại có thể kinh động tới cả mấy vị hoàng tử thứ hạng sát đầu, có thể thấy được tầm quan trọng của trận chiến này. Còn mặt khác, có lẽ mấy vị hoàng tử cũng muốn biết thực lực chân chính của Hồng Thiên Bộ. Nếu như sau này bọn họ kế thừa ngôi vị hoàng đế, cũng nên hàng phục kỳ tài ngút trời này như thế nào. Thời gian ước chiến là 10 giờ, hiện tại còn khoảng nửa giờ nữa. Bởi vậy, mọi người trên núi đều tìm người nói chuyện, giết thời gian một chút. Lăng Hàn đang cùng hiên viên, viên định quốc nói chuyện phiếm, chưa nói được mấy câu, liền thấy yêu nữ ân tú tinh này lắc lư cái mông đi tới. Người còn chưa tới, ánh mắt quyến rũ đã nhẹ nhàng nhìn qua trước. Hàn đệ đệ, người thực sự không có suy nghĩ, lại đi đánh những người quái dị yêu tộc này, lại có thể không để cho tỷ tỷ lên. Nàng hờn dỗi nói, Lăng Hàn không khỏi toát mồ hôi, hắn đi tới đấu trường dưới lòng đất lại không phải vì đánh yêu tộc, chỉ là vừa vặn đụng vào hắn đây là vòng ánh sáng thù hận lại tạo nên tác dụng sao lần sau nhất định thông báo ân cô nương hắn ứng phó nói vậy còn được ân tú tinh yểu điệu nói ánh mắt quyến rũ cực kỳ động lòng người hiên viên định quốc kéo ân tú tinh qua một bên nói ta nói nàng chẳng lẽ thật sự rất động tâm đối với lăng hàn sao thế nào ghen tị sao ân tú tinh ném qua một mị nhãn hiên viên định quốc là một người thông minh liền vội vàng lắc đầu nói nàng cũng không nên kéo ta xuống nước ta lại không thể trêu vào yêu nữ nàng chỉ có điều nàng thật sự muốn động tâm nhưng phải nắm chắc có một số việc ta không thể nói cho nàng biết nhưng tiền đồ tương lai của lăng hàn không thể đo đếm ân tú tinh kinh ngạc hiên viên định quốc lại có thể có đánh giá cao đối với lăng hàn như vậy tuy rằng lăng hàn biểu hiện ra thiên phú võ đạo kinh người nhưng lại không phải là không có tiền lệ khởi đầu thiên phú kinh người nhưng chậm rãi lại ảm đạm không ánh sáng tiêu tan trong đám đông lấy thân phận cao quý tôn nữ thực nguyệt đại soái của nàng, gia tộc lại đồng ý gả nàng cho một người chỉ là có thiên phú võ đạo đột xuất sao. Theo ý tứ của cả nhà, là muốn gả nàng cho vị hoàng tử nào đó. Nàng không khỏi lại nhìn về phía lăng hàn, tiểu tử này đến cùng có gì đặc biệt hơn người, lại có thể khiến cho hiên viên định quốc tôn sùng như vậy. Đúng lúc này, chỉ thấy một nam tử trung niên đo về phía bọn họ, long hành hổ bộ, tràn ngập khí phách. Thất hoàng tử, điện hạ, Hiên viên định quốc và ân tú tinh vội vàng hướng về phía người kia ôm quyền hành lễ. Vị này chính là Trần Thái Thanh con trai thứ bảy của Trần Phong Viêm. Trần Thái Thanh giơ tay lên, mấy vị hoàng tử sát đầu đều kế thừa được huyết mạch cường đại của Thánh Hoàng hiện nay, thực lực mạnh như thế nào còn không biết, nhưng khí thức lại cường đại cực kỳ, khiến người ta vừa thấy sẽ sinh lòng kính ngưỡng. Lăng Hàn cũng ôm quyền, nói, điện hạ, Trần Thái Thanh cười khanh khách đánh giá Lăng Hàn, nói, mấy ngày trước, thời điểm ta bái kiến phụ hoàng, từng nghe phụ hoàng nói về ngươi, tràn ngập thưởng thức. Ân tú tinh càng giật mình hơn, ngay cả thánh hoàng bệ hạ cũng sẽ nhắc tới lăng hàn ở trước mặt con trai. Trái lại, gia hỏa này đến cùng đã làm gì? Lăng hàn lại cười, nói, điện hạ quá lời, ha ha, quá mức khiêm tốn chính là kiêu ngạo, cô vương lại làm sao dám bịa ra chuyện phụ hoàng nói như vậy. Trần Thái Thanh cười to nói, hắn dừng một chút, nói tiếp, lăng hàn, cô vương đang cần nhân thủ, Ngươi có bằng lòng làm việc cho cô vương hay không? chương 3759, chuyên gia ra tay. Thất hoàng tử chủ động chiêu mộ, ý tốt như vậy ai có thể cự tuyệt. Đối với người khác mà nói, có thể quyến rũ này không có cách nào kháng cự. Nhưng đối với Lăng Hàn mà nói, hắn lại làm sao chịu làm người hầu của người khác. Hiện tại thân hắn ở huyền Bắc Quốc, tuy rằng trên danh nghĩa có hoàng đế đẻ ép, nhưng hắn cũng chỉ là một thảo dân. Chỉ cần ở dưới luật pháp của đế quốc, hắn hoàn toàn tự do. Nhưng theo thất hoàng tử nói, điều này lại có ý nghĩa khác lăng hàn mỉm cười nói cảm ơn điện hạ yêu mến chỉ có điều tại hạ bây giờ còn chỉ là hoán huyết cảnh lúc này lấy tu luyện làm chủ tạm thời còn không dự định rời khỏi học viện được vậy chờ ngươi từ trong học viện đi ra nhớ tìm cô vương trước tiên cửa lớn của cô vương vĩnh viễn mở rộng cho ngươi trần thái thanh nói hắn cũng không có vì vậy mà sinh ra tức giận trên mặt hắn vẫn duy trì nụ cười nhạt có vẻ rất có phong độ đều nói mấy người con trai đầu của trần phong viêm kiệt xuất không nói tu vi và thực lực, chỉ là khí độ này mấy người trần kinh nghiệp lại không thể so sánh được. Lăng Hàn gật đầu, cảm ơn điện hạ thông cảm, Trần Thái Thanh suy nghĩ một chút, nói, nghe nói người am hiểu dùng quyền, chỗ của ta có một quyền lôi quang quyền, liền tặng cho ngươi, xem như là quà mừng ngươi giành được vị trí đứng đầu cuộc so tài săn bắn. Tay hắn lấy ra một quyển sách, đưa cho Lăng Hàn. Sau khi có quang não, công pháp, võ kỹ, phương pháp luyện đan v, v, đều có thể cất giữ ở trong đó đầu năm nay còn dùng giấy làm như vật dẫn như vậy cũng không nhiều lăng hàn không khỏi sửng sốt thất hoàng tử này quả thực biết làm người rõ ràng không chiêu mộ thành công lại vẫn đưa ra một phần đại lễ cho dù là ai cũng phải sinh lòng cảm động đi bởi vậy lần sau lại muốn chiêu mộ cũng dễ dàng hơn nhiều chỉ có điều lăng hàn là người nhất định không có khả năng khuất ở dưới người khác không thu người ta ở trước mặt mọi người đưa ra không thu cũng quá không nể tình vậy được rồi sau đó trả lại nhân tình này là được lăng hàn cũng không già mồm cãi láo thu quyển sách lại nói cảm ơn điện hạ trần thái thanh vừa cười vừa xoay người rời đi hoàn toàn không có một chút dây dưa nào này người thật là châu bò hiên viên định quốc đẩy đẩy lăng hàn thất hoàng tử lại là một trong những hoàng tử có khả năng nhòm ngó tới vương tọa nhất không nghĩ tới hắn lại có thể coi trọng ngươi như vậy mau nhìn xem lôi quang quyền này là cái võ kỹ gì lăng hàn không khỏi cười nói Ngươi kích động như vậy làm gì? Vậy ngươi không hiếu kỳ sao? Lăng Hàn mở quyền phổ ra nhìn, hiên viên định quốc thật ra rất tự giác quay đầu đi chỗ khác, không liếc mắt nhìn vào. Lôi quang quyền đặc điểm chính là nhanh, không chỉ ra tay nhanh, kinh lực phóng ra ngoài cũng nhanh. Đúng như lời võ ký miêu tả, giống như một đạo lôi quang xẹt qua, khiến cho người ta rõ ràng thấy được công kích kéo tới, nhưng vẫn không ngăn được, không tránh được. Hơn nữa, lôi quang quyền vẫn có thể phối hợp thuộc tính lôi và năng lượng cấp độ cao cùng nhau vận chuyển. Nói như vậy tốc độ sẽ nhanh hơn, mang vào uy lực sấm sét trên ý nghĩa chân chính trở thành lôi quang quyền. a à, thất hoàng tử vẫn thật sự cho ra một khoản lớn. Lăng Hàn nhìn thấy được, lôi quang quyền này cũng có thể trồng chất lực lượng. Cao nhất là 45 tầng, tuy rằng còn xa mới bằng được yêu hầu quyền, ngoại trừ yêu hầu quyền ra, lại là quyền pháp mạnh nhất. Lần đầu tiên gặp mặt lại đưa ra hào lễ như vậy, chỉ có thể nói thất hoàng tử tài lớn khí thô. Nhân tình này không nhỏ, Lăng Hàn còn có một loại ý nghĩ, trong tay thất hoàng tử có thể còn có một môn linh đồ thuộc tính lôi hay không. Sau khi học xong lôi quang quyền, nhất định sẽ vô cùng khát vọng đối với linh đồ thuộc tính lôi. Đến lúc đó thất hoàng tử chỉ cần thoáng tiết lộ ra một chút ý tứ, có thể khiến cho người ta điên cuồng tự mình tiến tới hay không. Nếu quả thật là như vậy, tâm cơ của thất hoàng tử thật đúng là thâm trầm. Vấn đề là, trước đó Lăng Hàn lại chưa từng thấy qua thất hoàng tử. Người này vừa ra tay chính là rộng lượng như vậy, trung quy khiến cho Lăng Hàn có cảm giác là lạ. Hắn cũng không phải tiểu tử vừa mới xuất đạo, mà là lão quái ở thế giới nguyên đã lăn bò không biết bao nhiêu năm, làm sao có thể ngây thơ cho rằng thất hoàng tử là hào phóng. Trong lòng Lăng Hàn cười, nếu như thất hoàng tử nguyện ý cầm linh đồ thuộc tính lôi ra cùng hắn trao đổi, như vậy hắn nhất định sẽ đưa lên đan dược chân quý, thậm chí thiếu đối phương một ân tình nhưng đối phương nếu muốn dùng cái này ép cho hắn quy thuật vậy chỉ có thể thật xin lỗi hắn cũng không tin trên đời này chỉ có trong tay trần thái thanh mới nắm giữ linh đồ thuộc tính lôi lang hàn lật sách rất nhanh chỉ một lần mà thôi hắn lại gần như đã ghi nhớ xong môn quyền pháp sau đó nhìn thêm một lần nữa bổ sung một vài chi tiết quên mất cuối cùng hắn nhắm hai mắt lại ở trong đầu tiến hành thôi diễn đối với hắn người đã từng là thiên tôn điều này chỉ là chuyện nhỏ yêu tộc tới sau khi qua một hồi, chỉ thấy hiên viên Định Quốc đột nhiên nói. Lăng Hàn mở hai mắt ra, chỉ thấy một chiếc không hạm cổ xưa đang lao qua, chậm rãi đi tới đỉnh núi. Trên đầu thuyền cắm một lá cờ, phía trên có hình một con khỉ màu vàng sáu tai, rõ ràng chỉ là một bức họa, lại cho người ta một loại cảm giác áp bách cường đại, hình như có thể rời khỏi bức vẽ, hóa thành thật sự. Trên bong thuyền, có từng tên yêu tộc đưa mắt nhìn xuống. Có đầu dê, có đầu sói, có đầu rắn mối, đủ loại không hàm hạ xuống, vật khổng lồ như vậy vẫn lơ lửng ở trên bầu trời trên không trung, cần phải tiêu hao rất nhiều hạt ngọc, tất nhiên không nhất thiết phải hoang phí như thế. Sau khi không hạm dừng lại, liền nhìn thấy rất nhiều yêu tộc đều nhảy xuống, cuối cùng, giống như các vì sao quay quanh mặt trăng, bọn họ vây xung quanh một yêu tộc thân hình cao lớn. Đây là một con, khỉ, tên yêu tộc này mặc giáp trụ màu vàng, khí vũ hiên ngang, một cái đầu lông xù, miệng nhọn, tai khỉ. Nhưng rành rành như thế, lại vẫn cho người ta một loại cảm giác thần khí oai hùng. Đây là một loại khí tức, phong thái cường giả, khiến người ta theo bản năng bỏ quên tướng mạo của hắn. Lăng Hàn lập tức so sánh hắn cùng với Hầu Ca một chút, sau đó lắc đầu. Tuy rằng Hầu Ca bị chân áp ở dưới chân núi, nhưng gia hỏa này còn xa mới có thể so sánh cùng Hầu Ca.